Chào anh sale. Con chào cô Hoa. Em chào chị Phương Phạm. Dạ, con chào cô Hoa. Chào Minh Chiến, chào anh Phạm Phạm. Chào Haro. Chạm đường bên xa. Chào anh người phán xử, chào anh Phạm Phạm. Ủa đùa chứ sao tự nhiên nó không có lời. Mở nhạc có lời mà. Chào anh Đặng Đan. Chưa gì ra cái lại, ok. Dạ, chào anh Đăng Đăng, chào Lan Trần, chào Tộc Trần. Mùa xuân này về trên vui thoa, khắp đất trời biến rộng bao hoa. Cây xanh tươi ra lá và chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi người. Chào Tộc Trần. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta, đã viết nên thiên anh hùng ca. Về dập bóng cờ bay, nước thêm trong dòng sông bến nghe, chờ thêm đông chờ vui bến ta. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Đâu Bùi, chào anh Che Guevara. Sáng vừa nơi ca đứng bay chào, cờ sao đã tung bay cao. Qua hết rồi những năm thương đau, sau 30 năm đây đã. Cảm ơn anh người phán xử. Chào Thúy Trần. Chào các anh chị trên diễn đàn. Chúc các anh chị một buổi tối thật vui. Chào anh Nguyễn Công Định. Mùa xuân này về trên quê hoa, khắp đất trời biến rộng bao hoa. Chào anh Mong Vũ. Cây xanh tươi ra lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta, đã viết nên thiên anh hùng ca. Lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay,
mùa xuân về dập thong cờ bay, nước thêm trong dòng sông bến nghe, chờ thêm đông chờ vui bến thờ. Mùa xuân đi đâu cũng gặp Công Định. Anh Công Định chịu hoạt động lắm, đi nhà nào cũng gặp. Chúng ta phải cần những người như thế. Đúng rồi, anh Người Phán Xử không chịu đi nữa. Chờ anh Bằng. Chờ anh Lữ Đoàn. Chào chị Nguyễn Long Châu. Hình như cái nick của chị Nguyễn Long Châu này là của một người quen, thật là quen này thì phải. Chào chị Thu Hiền. Chào Sang Kham. Đời mình là một cuộc chiến sĩ. Chào chị Hoàng Lan. À, chào chị Cánh Lan Rừng. Oh, chào anh Bằng Vũ. Chào anh Hoàng Long. Anh Bằng muốn lên hả anh Bằng? Ok anh chờ em chút. Ta yêu sao làng quê non nước mình, thành quê hương quốc thành hát thanh khúc quân thành ca. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân thành ca. Đâu em để mời anh Bằng. Thôi hôm nay em làm đề tài gì đây? Hôm nay hả? Em làm đề tài hãy từ bỏ thói quen để chúng ta cùng phát triển. Từ bỏ gì? Thói quen anh, thói quen. Từ bỏ thói quen khó vậy? Đâu anh, thói quen nhiều vấn đề mà. Thói quen hàng ngày, thói quen tiêu dùng, thói quen... Cái tuổi của các chú thì cứ bỏ thói quen rồi chứ. Tuổi anh nó già rồi, cái thói quen nó thành cái nếp rồi. Thì nói chung là bỏ bỏ thì hơi khó, phải điều chỉnh, đúng không? Thay đổi, thay đổi. Chỉ nói là thay đổi thôi, chứ không dám nói là bỏ nữa. Mà chỉ thay đổi tí xíu thôi. Điều chỉnh. Thôi mình gọi là ấy đi. Thay đổi tí xíu mình gọi là điều chỉnh những thói quen, đúng không? Những thói quen xấu thì trở thành những thói quen tốt, để mà mình... nó phù hợp. Ví dụ như anh chẳng hạn, ví dụ anh già chẳng hạn, anh chơi với chú trẻ chẳng hạn, thì anh phải tự điều chỉnh lại một tí xíu anh để phù hợp với các chú, đúng không? Chứ không thì các chú suốt ngày nhộn nhịp karaoke, anh ấy suốt ngày muốn đi câu cá ở sông, thì cái đấy thì nó cũng không được. Nó thì phải điều chỉnh mình lại một tí. Rồi, xin chào Hoàng Hương Dương, xin chào Người Phán Xử. Vâng, kính chào Tổng thống Ba Que, Trần Siêu. Vâng, xin chào anh Nguyễn Nhàn. Trời ơi, bây giờ coi như toàn Tổng thống với lại nọ kia. Ông Tổng thống Ba Que, mình coi như là Tổng thống coi như là Đê Ba Quy nữa. Vâng, coi như Tổng thống xin thưa với tất cả các bạn, hiện nay coi như Tổng thống Đê Ba Quy
đã cử coi như là hai nhân viên mật vụ tình báo để ra ngoài Bắc để liên kết với lại một số anh em, và hiện nay coi như là đã lên trên Phú Thọ đấy, để liên kết với lại một nhà địa chủ. Vâng. Diễn đàn. Một tên địa chủ ở Phú Thọ là Phụng Nên. Đấy. Tư bản ở thành phố và sau khi coi như là chơi coi như là đã liên kết được đồng chí Phụng Nên xong rồi lên trên Lào Cai để mà liên kết với đồng chí coi như là Trần Thành Trung và coi như là nữ điệp viên coi như Diệu Sang ở trên Lào Cai, và qua đó coi như ở Lào Cai có khả năng là vì mình hiện nay coi như là đã liên kết với một số coi như là nhân viên CIA là Việt Kiều Mỹ đó, và coi như là còn lại mỗi tình báo Hoa Nam thôi, cho nên là phái viên chúng tôi sẽ gặp liên hệ với tình báo Hoa Nam ở biên giới Việt Trung, và sau đó coi như là liên hệ một số nữa để mà mở rộng tổ chức. Đấy. Tổng thống với tổ chức nó là nhiều anh chị em đi, đúng không? Chứ còn không tổng thống làm gì, có phải 5, 6, 3, 4, 5 ông thì là gọi là tổng thống bé quá. Hôm nay anh thấy rồi. Là về mình nói lại cái vấn đề mà cái vụ mà 100 đô anh. Nghĩa là khi ấy thì có thu giữ cái tiệm vàng là 20 viên kim cương với là mười mấy nghìn viên kim cương nhân tạo, thì ngày hôm nay thì đã chính thức trả lại cho chủ tiệm và chỉ phạt về cái vấn đề là kinh doanh từ đô thôi. Thì em chia sẻ về thì thực tế là này, cái ông mà nông dân đi đổi đô á, thì theo thông tin anh nắm được thì người ta sẽ, nói chung là người ta sẽ bỏ cái không bị phạt nữa, và cái 100 đô đấy thì bị tịch thu, thì ông ấy nói chung là ông sẽ quá phấn khởi và ông ấy chấp hành cái quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đấy, còn lại như cái thông tin Dương cung cấp ấy, tức là cái ông mà ông tên là ông Lực nhỉ, đúng không? Ở chủ tiệm vàng thì người ta trả kia. Thì thực tế là tôi nói với bạn Dương và tất cả các bạn, nếu mà làm theo đúng luật bây giờ thì là tất cả kia người ta thu giữ hoặc là người ta phạt cái ông mà đổi 100 đô 90 triệu, thì đó là đúng nữa theo luật. Nhưng mà tôi nói với tất cả các bạn, ở đây cái luật pháp của Việt Nam của mình hiện nay nó chưa được, nó không cứng, tức là luật có đủ đấy, nhưng mà khi thực hiện thì nói chung là những cái luật pháp và cái tình nó đi đôi với nhau đấy. Cho nên là tôi nói với tất cả các bạn nhé, qua cái vụ này mình mới thấy tại sao cái bọn mà dân chủ quậy hoặc cái bọn mà ví dụ như là ví dụ như thằng Linh Mục Tân chẳng hạn, người ta có nước nào vi phạm pháp luật là bắt là xử, nhưng mà cái bọn đấy nó có vi phạm pháp luật không? Có, xúc như thằng cha Tân xúc phạm Hồ Chủ tịch vi phạm không? Có, ở Việt Nam có luật hết rồi, nhưng không có một nước nào mà gọi lên để mà giáo dục, đúng không? Ngay kể cả tất cả cái bọn nó gọi là tù nhân lương tâm đó kia, tất cả cái thứ ấy đều gọi lên ít nhất là một lần để giáo dục trước, đúng không? Thì sau đó giáo dục không được thì người ta bị bắt. Đó là cái tính nhân đạo của cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Chứ còn bây giờ cái luật pháp ra rồi, cứ cứng cứ thực hiện, cái ông mà chủ tiệm vàng vi phạm cái điều đó khi khám xét nọ kia hoặc kim cương nọ kia tất cả cái thứ, ví dụ là cứ đúng pháp luật là chơi thôi. Còn cái ông mà đổi 100 đô kia cũng vi phạm, đúng không? Tịch thu 100 đô phạt 90 triệu, đó là cái điều đúng. Nhưng mà nói chung là thôi, cái pháp luật mình hiện nay đối với những người dân thì nói chung là cũng chưa hiểu lắm. Thì mình còn có cái tình cảm, đúng không? Cái tình cảm nó xen kẽ vào đấy. Cái lý thì phải có tình, đúng anh á, ở đây có tình phải có lý. Em nói trong đây á là nó như thế này, cái vấn đề tại sao mà nếu về xét về luật á, nếu mà để mà gọi là xử phạt về 20 viên kim cương này cũng có cơ sở để xử phạt, đúng rồi. Nhưng mà tại vì thói quen của người này là ngày xưa khi họ chưa có kinh doanh vàng thì họ chỉ mua, có nghĩa là chỉ mua thôi rồi dự trữ, có nghĩa là mua rồi để dành để sau này cho còn lại con cái, thì họ cũng không quan tâm về cái vấn đề giấy tờ quá. Cái mạng mà mạng của Dương nó bị hơi bị yếu, thỉnh thoảng bị đứng hình. Dạ. Thì bây giờ có cái vấn đề một số cái viên kim cương ấy, thì ông lại không bày ra ở cái tủ kính mà ông lại để trong tủ. Đấy. Thành cuối cùng là khi người ta khám xét thì nói chung là bây giờ giấy tờ nọ kia tất cả các thứ, thì tất nhiên anh nói với Dương, trong cái kinh doanh tất cả những hàng hóa có giá trị đều phải có hóa đơn hết, đúng không?
chứng từ. Có được chứng từ, đó là nguyên tắc. Nhưng mà nói chung những người dân mình hầu như là tôi mua nhiều khi cũng chả cần hóa đơn, vì tôi mua về nhà tôi mà. Đúng. Cứ thế này thôi, đó là những thói quen. Nhưng mà dần dần, anh nói em, đất nước Việt Nam là một đất nước đang phát triển. Từ lạc hậu mà bắt đầu đang đi lên, thì những thói quen của người dân, tất nhiên là mình không phải ngày một, ngày hai mà mình từ bỏ được. Mình phải bỏ, tức là qua những vụ việc này, để cho những người dân mình thấy là pháp luật có đấy, tất cả các thứ có đấy. Nhưng, ví dụ mình cứ, tức là mình cứ sống theo cái thói quen của mình. Đấy, cho nên là cái chủ đề Dương đề ra đây là hãy thử từ bỏ những cái thói quen mà thói quen gọi tiêu xài. Đấy, hoặc là thói quen mà gọi là như cái kiểu cái chuyện mà mấy ông tiệm vàng kia. Thì qua đây những người dân mình bắt đầu với giật mình, ôi thôi chết rồi. Mình thực tế là mình cũng vi phạm nhiều, đúng không? Đấy, chứ còn bây giờ vấn đề là theo anh nghĩ là bây giờ ví dụ như đô la. Như vừa rồi có cái bạn gì đấy, bạn nói là đổi ngân hàng. Thì cũng đúng, đúng một phần thôi. Nhưng mà bạn chưa nói đủ, tức là đổi những ngoại tệ ở nơi mà nhà nước cho phép được đổi, ví dụ ngân hàng, hoặc những cái ở những nơi kế có cả những tiệm vàng được phép thu để đổi ngoại tệ thì mình vẫn cứ đổi được. Tức là chỗ nào người ta đề cái bảng này, ví dụ ở quả tư nhân ấy, ở đây được phép thu để đổi ngoại tệ các loại thì các bạn hãy mang vào đấy đổi thì các bạn không vi phạm, và các bạn bạn mang vào các ngân hàng thì không vi phạm nhá. Đấy, thì qua đây với cảnh tỉnh cho một số người, ví dụ như cái bản thân mình là hồi có trăm đô, nhiều khi thậm chí mua hàng nhá, hoặc là trả tiền mặt đấy ở các quán ăn chẳng hạn, không có tiền Việt thôi như trăm đô, ví dụ trăm đô ở ngoài người ta đề là 2.3 triệu, đúng không? Nhưng mà thôi 2.2 triệu cũng được đấy. Đấy, cái kiểu đấy mình trả đô, hoặc là nhiều khi đô Sinh, đô Úc ở Việt Nam là chơi hết. Nhưng mà cái chuyện đấy là vi phạm pháp luật đấy. Ví dụ như anh nói với Bình Dương này, anh là kỹ sư Hải, anh đi nước ngoài rất nhiều. Cho nên ví dụ anh sang Sinh hoặc là anh sang tất cả nước kia, anh có đô nhá, bắt buộc anh phải đến chỗ nó đề là thu đổi ngoại tệ đấy. Thế mình mới đổi đô sang cái đồng nội tệ của cái nước đó, sau đó mình đi tiêu. Chứ còn bây giờ ví dụ mình mua một cái hàng, bất kỳ hàng gì dù rất nhỏ, ví dụ mình trả 1 đô hoặc 5 đô gì đấy, chẳng hạn mình đưa cho người ta, dứt khoát không bao giờ lấy. Đấy là những thói quen. Đấy, cho nên là qua... cái đó nên ở đây em ở năm nay thì em cũng chia sẻ các anh chị, thì anh chị nào đó là vấn đề thói quen để mình có được cái tiến bộ, thì chính như vậy thì sẽ tạo ra được một cái môi trường tốt, và những người ta thực thi pháp luật người ta cũng dễ dàng. Đúng rồi. Người ta xử đúng rồi. Qua cái vụ mà đô ấy, thì tất nhiên là nó ầm ĩ một tí thôi, nhưng mà cũng rất là hay ở cái là ở đấy Quốc hội đang họp, một số coi như là thống đốc ngân hàng này, rồi là phó thống đốc ngân hàng, người ta trả lời những cái trả lời ở hành lang Quốc hội hoặc là cư dân mạng mình, thì một số người bắt đầu nói lên qua đây à, với những người dân ví dụ kể cả bình thường như mình ạ, té ra từ ngày xưa giờ mình toàn vi phạm pháp luật đấy, đúng không? Đấy, đó là thay đổi thói quen. Có một cái thôi gọi là qua cái vụ này nó ầm ĩ một tí, nhưng mà mình thấy là à, người dân cũng sực nhớ lại. Nhưng mình đúng không những là nhưng mà anh nói Dương, không những là vấn đề gọi là tiêu xài ngoại tệ mà nó còn nhiều những vấn đề pháp luật nữa, mà ở ngoài mình cứ theo thói quen mình thực hiện thôi, nhưng mà không ngờ đó là mình vi phạm về vấn đề pháp luật đó. Bên cạnh đó ở đây thì một điểm nữa là mình cũng phải công nhận là cái tiếng nói của người dân và Quốc hội cũng họ cũng rất lắng nghe. Đúng rồi. Và họ cũng sẽ có cuộc họp, giống như bà chủ tịch Quốc hội, bà cũng là đưa ra một cái đề xuất là nên điều chỉnh lại cái dự luật này để cho người dân họ có những cái nó phù hợp với tình hình hiện tại đối với những người dân, đúng không? Ví dụ à, cái vi phạm những cái chuyện này thì mình sẽ thu hoặc mình sẽ phạt như thế nào, đúng không? Chứ bây giờ mình phạt ủa, cái 100 đô phạt những người dân 90 triệu thì hơi nặng quá, mà nó không khả thi. Anh nói Dương, nó không khả thi. Thành công mình trong cái luật của mình, thực tế ra anh nói với Dương là với tất cả các bạn là đất nước mình hiện nay là một đất nước đang phát triển, kể cả những vấn đề luật pháp hoặc nhiều vấn đề khác, hiện nay mình phải điều chỉnh, thấy chưa? Điều chỉnh một cách dần dần để nó phù hợp với lại cái tình hình hiện nay đối với những người dân và những cái gọi là cái tình hình phát triển hiện nay, để cho nó rất phù hợp, và nói chung là cái luật pháp nó phải đi vào cái đời sống, chủ yếu nó phải đi vào đời sống. Chứ còn ví dụ ông đưa ra một cái luật pháp chẳng hạn mà ví dụ nó không đi vào đời sống của nhân dân thì nói chung cũng bằng không,
Đấy, qua đó thì nói chung là mình cũng có một, mình là những người dân, mình có một cái nhận xét như thế. Rồi anh xin chào Dương và chào tất cả các bạn. Anh xin tham gia góp ý một tí xíu thôi. Rồi ok, xin chào. Dạ rồi. À, đó là những cái về cái thói quen khi mình mua hàng hóa, đúng không các anh chị? Dạ, ở đây em cũng xin nói thêm là cái thói quen này, cái thói quen cũng không phải là ít nữa, là thói quen của những các chị, các em, các cô. Thay đổi thói quen để làm gì? Đảm bảo cho sức khỏe của mình. À, đúng, anh vượt lên chính mình. Một phần cũng là do địa phương thì cũng ít tuyên truyền, rồi người dân của mình thì cũng không có, không để ý. Ở cúp điện hả Dương Huy? Có anh chị nào lên chia sẻ với em về vấn đề này nữa không à? Để em mời. Hello số ngầm. Tại vì khi tới đây á thì các anh chị cũng biết rồi, bây giờ cũng là tháng 11 đúng không? Cũng không còn bao xa nữa thì cái luật an ninh mạng đã có hiệu lực. Đó, thì ở đây à có anh cầm thay đổi gì mà hết. Chào anh Quốc Dương. Hello, nghe không? Nghe được không? Nghe được anh. Nghe được không? Nghe được không? Nghe được anh. Ok, cho tao hỏi mày nha. Thay đổi thói quen chi? Tụi mỗi người đều có cái thói quen bị là có thói quen đó nó không làm hại ai thôi chứ. Thí dụ như tao nói cho mày nghe, còn vụ tiền tệ đó, thí dụ như tao về từ Việt Nam tao lấy 100 đô ra tao cho hoặc là tao đi đổi được không? Tao đâu có ai bắt tao không? Dạ đâu ai bắt anh nó bình thường mà, nó đâu có gì. Ví dụ kể cả anh đến đổi đổi ở một cái đổi được mà bất kể ở ông. Vậy cái như vậy thì cái ông đó ông bị bắt cái gì, cái tội gì, cái ông nào tao ông đó là tại vì thứ nhất là quy định của ngân hàng nước là địa bàn ở khu đổ này, lỡ đồ người ta về tao đưa vô tiệm vàng mà người yêu tao là chủ tiệm vàng thì sao? Dạ thì nếu mà trường hợp nó nếu mà được thì thôi. Mày trả lời về tiền đâu mà thay đổi làm gì được, mà tao có cái điều tao muốn thay đổi mà thay đổi chưa có được hả nè. Dạ anh muốn thay đổi gì? Thay đổi vợ tao, tao dữ quá cho nên tao không đổi. Cái đó thì em không biết. Ây da, cái đó hơi căng. Hơi căng hả? À? Trời, bởi vậy cái đó khó khăn quá, muốn thay đổi không được. Còn mấy cái kia tao đâu có thay đổi gì, mấy cái chuyện lặt vặt ví dụ như ăn nhậu đi chơi hoặc là chuyện này kia cà phê cà pháo sao thay đổi được, mỗi người nó có một cái gu, có một sở thích riêng, người thì đi câu cá, miễn mà cái sự mà người ta thói quen của họ họ không làm tổn hại đến an ninh quốc gia thì thôi, chứ đâu có quan trọng cái chuyện đó phải không? À, đúng anh, nếu mà có gì thì mà để mà về một cái thói quen mình không ảnh được gì thì được thì đương nhiên rồi, nhưng mà cái thói quen của mình để mình nâng cao được cái vai trò của xã hội, ví dụ là thay đổi cái thói quen, ví dụ thường thường thôi các bạn trong công cộng, cái đó là thói quen khi mua hàng không cần biết nguồn gốc nó từ đâu. Bắt được tao nói chơi thì cái đó không phải là cái vấn đề là thói quen, mà cái đó là một cái dân trí, có nghĩa là xả rác nơi công cộng này các cái rồi tùm lum bà la, thì cái đó là thuộc về dân trí. Không ở dưới nghe tao rõ không, mày hỏi mấy người có nghe tao rõ không? Dạ nghe rõ mà anh. Dạ anh Thanh Quỳnh nhé. Ờ nó thiệt mày, bữa nay là ngày đi bầu cử và quên nó thông báo cho mày một cái tin này, có nghĩa là cái luật mới của tụi police của Mỹ là nó mới ra, mà tao có thằng cháu làm police thằng nó mới cho bà hay là bắt
lúc này là coi như là những cái người mà đi, ví dụ như là đi xe tuần tra hoặc là nó chặn mày tới, nó không bao giờ đi một người nữa, tại vì nó bị bắn nhiều quá, cho nên vì đó nó đi xe đi hai người. Và cái điều luật tiên quyết đó là những người ở bên Mỹ này phải nên biết là phải tuân thủ tất cả mọi lời nói của nó kêu thí dụ như nó quay xe, có một thằng bullet nó chạy tới và nó kiểm tra giấy tờ, nó kiểm tra giấy xe của mày đó, thì bắt buộc phải để hai tay lên vô lăng và không làm được làm bất cứ một câu chuyện gì, tại vì cái thằng bắn mày không phải là cái thằng tới hỏi mày, mà cái thằng được thứ gì lúc này lúc đi là đi hai người chứ không đi một người nữa. Và thằng kia sẵn sàng móc súng ra phía sau lưng, có nghĩa là nó đứng, một thằng tới hỏi và một thằng tới đứng, đừng có dạy. Mặc dù mình vô tình nó nói, nó dặn là chú có khát nước cho lắm mới ăn được, kệ mẹ đi, đừng có uống nước, uống nước cái trời. Nó kêu gắt ta, nó kêu mày đưa bằng lái thì mày cứ đưa bằng lái, nó kêu mở cửa thì mở cửa, nó kêu là bất cứ nó kêu một hành động gì bắt phải tuân theo, không được quyền nhúc nhích, đừng có cãi mà dòm xuống dưới mà mò là đủ, nó bắn nát gáo. Đó là luật mới của tụi cảnh sát nó ra, mới ra cho kia nó, đó là nó lo trong nội bộ nó thôi. Tức là bây giờ là cảnh sát không đi một người nữa mà lúc nào cũng đi hai người trở lên đó. Có đến cái điều quan trọng có là mình không biết, tưởng bở là cứ nhồi mà cái là thí dụ như mà đưa bóp ra rồi mình không để tay lên vô lăng mà mình cứ ngồi xuống mình mò ở dưới kia để mình thí dụ rớt chìa khóa rớt cái gì cũng kệ mẹ đi, không được nhúc nhích. Mày mà rớt chìa khóa rớt mắt kiến lấy cái tay mà mò chút là nó nã, có là nó bắn á đó. Đó là có được mấy anh cháu nó mới cho hay tối hôm qua. À, điểm thứ nhất, điểm thứ nhì đó là phải cẩn trọng trên vấn đề bây giờ tình hình, và đi ra gặp Cảm bullet ơn ngoài anh đường. Bình Bình khỏe. Bây giờ ra đường gặp bullet thì phải thận trọng hơn nữa, hồi xưa chỉ 50 thôi, giờ nó phải là 100%. Nếu không muốn nói một câu là cảnh sát không làm gì sai ngang, ví dụ cảnh sát không làm sai thì tôi chia sẻ rồi. Hôm nay là ngày bầu cử giữa kỳ của Mỹ, rất là quan trọng. Mà tao chán quá, tao thấy bầu ai cũng vậy, đâu mình đâu là dân quèn nên là tao đéo thằng bầu luôn, tao mà ở nhà ngủ chơi xứng à. Bây giờ bầu ai mình cũng bị đì, cho nên ra nó có một cái chuyện này nó hơi dài dòng nhưng mà thôi, tao mới nghe thằng cháu tao tâm sự tao cũng mũi quá, chuyện đó nó cũng rít rồi nhưng mà nhắc đi nhắc lại hoài thì cũng kỳ kỳ. Nhưng mà nó nói chú có biết không, con làm chung với tụi Mỹ, nó nói nhiều cái câu mình cảm thấy mình nhục, nhưng mà cái chuyện này rất là dài, để hôm nào đi. Ý nó muốn nói là những người nào mà người Việt mình hoặc là những người Asian, những người châu Á khác chủng tộc với nó mà có cái bằng quốc tịch, trong con mắt tụi nó mình không phải là người Mỹ, nhưng mà nó không phải nói là kỳ thị. Ồ nó ác tụi nó vậy. Thằng mà chắc tao nên hỏi nó là đồng nghiệp của nó đó nha, đồng nghiệp của nó là người Việt Nam mà thằng nó hỏi thằng Mỹ vậy, tao phải người Mỹ không? Nó không phải người Mỹ. Mày đối với người ngoài á, nhìn mày thì mày đưa giấy tờ thì từ người Mỹ, nhưng mà đối với cái chủng tộc của tao thì mày không phải là người Mỹ, bởi vì Mỹ, người Mỹ của tao không có mua cái citizenship á, là cái chứng nhận mà mày là người Mỹ mày phải mua đồ. Mà mình thắc mắc là mình hỏi tại sao lại mua, tao nói tại vì mày đóng tiền mày mới được cái đó, mày đóng tiền mày đi thi thì mới được cái đó, còn tụi tao da trắng thượng đẳng cho nên tao không có cần tốn tiền cái đó. Đồ nó phân biệt ghê gớm không. Nhưng mà thôi, cái chuyện nó bỏ qua đi, bữa nào mà lâu lâu thì mình biết nói chuyện đó. Thì tao muốn nói là cái điều này có nghĩa là nhớ người sống bên Mỹ nè, đừng bao giờ tự hào vỗ ngực xưng tên mình là người Mỹ. Đù má nó chửi thê thảm luôn, nó nói đường kia cãi không lại. Nó cũng là bullet, thằng Mỹ trắng cũng là bullet. Có nghĩa là hai đứa cùng một toán đi chung trên đường đi tuần tra, ngồi nói chuyện với nhau. Ồ má thằng Mỹ trắng nó nói nhiều câu đủ, má nó nói con tức lắm chứ, nhưng mà con nói không được, con nói không lại nó. Nó nói nhiều câu rất là hay. Ê mày nghĩ mà có thôi bỏ qua vô đi, tại vì nói ra đi mò đầu sâu ra thì đủ thứ chuyện trên đời, nhưng mà nó nói mình nghe, tao nghe tao cũng tức lắm, tao ghét bơi, tao ghét bơi. Bữa nay tao đâu có thèm đi bầu đâu, tao cũng ưa đánh tao là vậy. Hay là đổi chủ đề đi, còn cái chuyện mà coi như là gì gì đó thói quen hả, trời ơi Việt Nam mình là thiệt này, tao đàn ông tao cũng có nhiều tật xấu lắm. Hồi xưa biết không, tao cũng cái thời mà thời đói khổ đó, cái thời mà thời đó, tám mấy đó, là trời ơi là đàn ông hư, đàn ông nói chung là rất nhiều người đàn ông hư hỏng, là tại vì họ đất nước đang không có phát triển, bị cấm vận rồi không có công ăn chuyện làm, thì cái nạn thất nghiệp nó tràn lan. Đó là cái chuyện một số chung ai cũng vậy chứ không có riêng cá nhân mình. Nhưng mà có điều riết rồi người ta sanh ra rượu chè bê bét, tao ngày xưa tao cũng nhậu khủng khiếp luôn, tao tè le tè lét cái đâu có giỏi gì hơn ai đâu. Hồi xưa còn nhớ cái thời kỳ mà Bia Chương Dương,
bia mà loại làm bằng ba cái lá cây với ba cái thơm mà nó gọi phế thải rồi nó ủ men nó lên làm uống trà quá họng luôn, vậy mà cũng nhào vô uống uống cho sạch, có nghĩa là uống cho quên đời hay sao, ghê lắm. Thôi đừng nhắc vụ đó là những cái tật xấu mà nên bỏ, đúng rồi. Còn cái chuyện là ta cũng có cái tật xấu nhưng bỏ không được, cái tật mà yêu gái nữa làm sao bỏ. Em đang định nói, đừng nói. em đang nói. Mà đâu phải riêng mình tao đâu, hầu như tất cả mọi người đều yêu hết trơn mà đâu phải riêng mình tao đâu, tật đó. Tại vì khi mà em đặt cái trọng quá đi mà. Dạ, rất là rộng nhưng mà cái đây em mong rằng là rất là quen thì sẽ rất khó mình thổi. Nhưng mà ít nhiều mình chịu được. Ờ, đủ, bà nó ngộ, dạ. Bà nó ngộ lắm mẹ ơi. Thí dụ, tùy theo hoàn cảnh nữa. Có nghĩa là thí dụ như người đàn ông ngày xưa ở Việt Nam Hùng hổ rồi đại khái nhìn ngang tàn đối với vợ con là coi như không ra gì hết á. Nhưng bắt đầu từ ngày qua nước Mỹ rồi, tự nhiên đôi bộ nó làm như cúng vậy, đồ nó hiền như cúng. Là tại sao? Cái đó chẳng qua vì nó sợ luật pháp thôi chứ không có mẹ gì trơn trời. Rõ ràng thay vì hồi xưa đánh vợ với ông qua bên đây mà đụng tới nó là chết ngay lập tức. Đồ nó nghe người ta hâm nhiều quá, người này nói người kia nói ai cũng nói vậy trơn, tự nhiên bật cái cảm giác nó mất tiêu, nó sợ luôn. Có giống như tao nè, hồi xưa tao ở Việt Nam có bao giờ tao xuống bếp mà tao làm món gì đâu, mà qua đây tự nhiên quan như cúng mà cũng nấu cơm cũng chiên cá gì, làm bữa đầu không được làm tiếp thì làm riết là cũng phải được thôi, tại vì nếu mình không làm là mình không có ăn, tại vì không có ai ở nhà cả. Thành ra vì cái chỗ đó tự nhiên thành quan như cúng. Nó cũng tùy theo hoàn cảnh nữa. Ừ. Anh lại tại tiếng của em. Rồi ok, lên lại gì thôi kệ đó, tao chỉ chia sẻ vậy thôi. Rồi đứa nào lên cho dạ, lên không, đi. Chia sẻ lại. Dạ, rồi em. Chào Mai Dương. Em chào chị Phan So, đúng rồi chị Phan So, yêu gái thì ngấm ngầm trong xương rồi. Tại vì cái thấy ở đây thì khi em nói ra cái thói quen thì đương nhiên là nó rất là rộng. Nhưng mà nó cũng hình thành trong cái ý thức của mỗi con người, đúng không? Hết vọng rồi hả Bảo? Anh Cầm ok lại đi, em mời lại anh Cầm ơi, hết hết vọng rồi. Chào Việt Nam vô địch. Hello, nghe không? Nghe anh. Rồi, okay. Hết bọng rồi đó, hết bọng rồi. Ok, tại vì cái mạng Facebook bây giờ nó tùm lum tà la, tao lên nhiều khi tao cũng không biết nói gì, tại vì nó tùm lum tà la chân trời, tao không hiểu gì hết trơn. Nhưng mà tao chỉ cái tính cách của tao với lại cái đường hướng của tao thì mày cũng biết rồi đó. Tao ở trong nước là tao chẳng biết gì, tao không có dám xí vô lộn xùng cầu lộn xà cầu hết trơn. Thôi kệ cha, tao chỉ nói cái chủ đề của tao thôi. Thì tao cũng giống như tôi chia sẻ vừa nãy, thì cái vấn đề thói quen thì mỗi người, tao thiệt mày, tao cũng nói thiệt với mày nghe là tao rất ư là hư đốn, nói chung là không có cái gì tốt cả, xấu quắc à. Tại vì đàn ông mà, tao thì tao nói về rồi, hồi xưa tao nhậu nhạt say sưa dữ lắm, rồi có một thời gian sau mình bình tâm mình nghĩ lại, khi mà đã làm được công chuyện rồi, có được có cái đường hướng mà định chỉ định thì bắt đầu bớt lại rồi. Thì ai cũng hư hết trơn chứ không có riêng mình bệnh, nhưng mà thí dụ như là những cái thói hư như là lô đề rồi cờ bạc rồi những cái gì mà cảm thấy mà dẫn tới trên con đường mình phạm tội thì cái chuyện đó là bỏ được. Còn thí dụ những cái thí vui mà
tao nhã rồi như về bạn bè rồi câu cá rồi nói chung là những cái không có làm hại cho ai thì cái chuyện đó không đáng không quan trọng cái chuyện đó. Dạ nói chung thì rồi, những đúng rồi. Dạ à, anh cứ chia sẻ rồi nhưng mà khi tao ở nước ngoài nhiều rồi tao mới rút ra kinh nghiệm cái điều là cái đó cũng là thấm nhuần trong cái vấn đề văn hóa thôi. Văn hóa nào hay thì mình lấy, ví dụ như bây giờ tao coi những cái video clip mà đăng up lên mạng, ví dụ như đàn ông mà đến phụ nữ rồi cái điều đó là cần phải nên triệt để tiêu diệt chứ không cần phải bỏ nữa, tiêu diệt luôn. Rồi không nhường cho phụ nữ đi trước, nó ở Mỹ thì có một cái từ gọi là lady first, có nghĩa là người phụ nữ là trên hết. Là đàn ông mà thấy đó rằng là trên hết thì là bắt buộc người đàn ông mình Việt Nam là phải học hỏi cái đó, đúng rồi. Cái đó là phải lên lên. Tại vì tao hồi xưa tao cũng gấu lắm, tại nhưng mà giờ tao qua đây lâu quá cho nên là giờ tao cũng nhiễm luôn cái tánh đó luôn. Bởi vì nhiều khi tao về Việt Nam á chen chân hoặc là không xếp hàng rồi không có nhường phụ nữ là tự nhiên ta cảm thấy ta bức xúc, ta tức lắm mà tao nói không được, tại vì nói sẽ được, tại vì mình chỉ có một người, nó không đóng người đủ, rồi đi xe rồi nói chung là đại khái là cái gì cũng phải nhường phụ nữ gì trước, đó là cái thói quen tập của nó là tốt đó, cái đó tao không hay ho gì chân đâu, không hay ho gì đâu, có nghĩa là tao đi qua đây tao cũng học hỏi được cái điều đó. Nó chẳng là vậy, nhớ người mà phụ nữ ở bên nước ngoài đây họ mà, nhưng nó cũng có một phần một ít một thiểu số người phụ nữ Việt Nam qua nước ngoài này được voi đầu tiên mà leo được là leo luôn, hiểu không đó, cho nên là hay họ mà đã leo rồi thôi khỏi cản khỏi cãi và nắm đùa nắm mắt làm ngơ đi. À, nghe nói là bên Trung Quốc gọi là phu thê, bên Việt Nam gọi là vợ chồng á. Hai anh Tâm Nguyễn à, không hiểu nhưng mà có cái định nghĩa vui phu thê thì, nhưng mà vợ chồng bà hỏi Việt Nam thì vợ chồng không có đặt tên được phát, hỏi bà hỏi sao gọi là vợ chồng, tức là thì chồng đè anh vợ là đúng rồi, còn gì nữa là gọi là vợ chồng. Chả biết sao đó giờ mà giờ tao thiệt mày giờ tao giờ tao muốn đổi mà giờ gây bắt ghê quá, gây bắt dữ quá, tao tao là nạn nhân là tao không dám mà bởi tao tao muốn đổi đời nè. Không có quá anh. Mày. Giờ anh à. Bây giờ nói theo anh là anh nạn nhân thì em cũng là nạn nhân mà vợ em là gái nam đây nhưng em cũng là nạn nhân. Rồi sao? Mẹ không? Giờ tao với mày cùng hội cùng thiền rồi. Cảm ơn anh. Thì hồi sáng hồi sáng cũng tâm sự với một đứa cháu ở ngoài Bắc. Tao nó tao sợ quá mày ơi, thôi giờ tao muốn đổi, tao muốn lấy gái Trung mà chứ không. Nó nói ăn bóng kho suốt đời quá đồ, không được, vậy nó không được. Thay đổi đi rồi ta bởi vậy ta mới nói một câu là thân trai 12 bến nước ở trong nhờ đục chịu, cho nên vì nó rất khổ ghê vậy. Đúng rồi đó, ba que chống nên chính vì gì bây giờ chính vì như vậy á, nên hiện tại giờ mất cân đối giữa nam với nữ bên bên đó. Làm giật mình. Vũ xe là gì bác ha? Vũ xe là vợ đánh chồng, rồi vũ nữ là vũ phu. Vũ phu là chồng đánh vợ, yeah. Còn à, còn nữ kia bằng cái gì? Không lẽ nữ phu hả? À? Không phải đâu. Không phải nữ. Giờ tao nói, bây giờ tao phải chuyển đề tài, mới được phải nói xấu phụ nữ, chứ còn mà khen phụ nữ hoài, chán quá. Khen thì từ xưa ngàn năm nay khen mẹ rồi. Khen nào là tư tam tùng, tứ đức, rồi tùng lum, tùng lâm, thì tao phải biệt ra, tao bị nói xấu rồi được. Bây giờ tao phải nói là phụ nữ gì mà kỳ cục quá, phụ nữ vậy, tao về nhà. Trong cái group đó, Hoàng Nguyễn. Trực tiếp trong group của Debawi chứ không phải là live group. Thằng quỷ. Xong rồi. Tao thiệt mà tao căm thù quá lắm mà tao chưa có dịp trả thù. Mày mở mắt sáng ra đàng hoàng có mấy giấy. Bây giờ không có nói chuyện bằng từ nữa. Chuyện bông à. Mà nói bằng giấy không à. Nhớ lấy xương bò ra để tôi về tôi nấu. Rồi tôi ra đặt giò. Đi làm về thì hỏi ăn cơm nước gì chưa? Uống thuốc chưa? Giặt đồ chưa? Mặc bụi chưa? Tao nản quá. Bây giờ tao phải kiếm cái gì ra tao chửi phụ nữ mới được chứ không được. Mà tao phải kiếm cái gì ra tao mới chửi phụ nữ. Em á. Thật nhờ. Anh cũng có, anh có nỗi khổ, em có nỗi khổ. Đó. Ví dụ như bây giờ em like á, em like cái điện thoại của em á thì nó không được đẹp. Em mượn điện thoại á thì phải hung cái mới cho mượn điện thoại. Rồi sáng thức dậy em đi ra rồi muốn cho em đi ra khỏi phòng cũng phải bắt hung cái mới cho em đi ra, nó khổ vậy đó.
vậy là ta phải kêu ba bà bắt chung ra một lần một là cứ ngồi leo lên giường là coi như mấy bà mấy mấy bà hung cái ha đồ mấy lúc đó tao chắc banh xác quá sao chán quá rồi nó chơi chứ thôi số phận mà thân trai 12 mấy đứa tao đó đi nó lại hoài à. Kẻ trong nhờ đục chịu em ráng em chịu vậy thôi à. Ở bên tao thì bữa nay mưa mà mưa tuyết nó gọi là rain snow tức như là mưa nhưng mà khi nó xuống nước nó xuống từ tới tới đất là thành nước rồi Nè. lạnh rồi lá cũng rụng quá trời luôn làm mấy lần rồi mà cũng còn hoài bởi nó khổ lắm mùa thu tới là ta mệt lắm rồi coi nè Dạ đúng rồi đó chị Phan So. Thật ra thì phụ nữ Việt Nam đều tốt hết mà chị. Quan trọng nhất là cũng không tốt lắm đâu bằng chứng là như vợ tao thì hung dữ thấy mẹ luôn đó thấy chưa tao nói vào đó hung dữ À, không, thật ra thì giữ phụ nữ Việt Nam thì nổi tiếng là giữ rồi anh ơi. Nhưng quan trọng nhất là em mới nói, em có một câu nói này, anh nói thì em mới nói. Em nói là con cọp ăn thịt người lúc nó đói, còn phụ nữ Việt Nam á là lúc nào cũng cũng ăn hết á. Đói cũng ăn, no cũng ăn hết. Nên là không cần phải đói mới ăn ha lúc lúc nào cũng cần phải ăn được đói mới ăn. bởi giờ ớn quá À, có thôi tao đi bình lên chút xíu tao lên bình tây bình tao lên tây bắc tao lên tây bắc ngay cái chỗ gì ta Hà Giang đi đồ mấy chơi cái trò có giống như kiểu giật vợ đi đồ mà đã vui đó cũng không ở trên Hà Giang á cũng cũng không có vui đâu hả anh ơi, thấy vậy sao thôi vậy à, chứ không phải vậy đâu vậy hả à, thấy vậy chứ không phải vậy đâu ta thấy thấy cái phong tục tập quán của họ thấy nó cũng vui vui cũng thấy dễ thương nhưng mà nói là nó chơi thôi chứ thấy nó có vẻ tàn nhẫn quá không tự nhiên có người ta đi qua đường người ta đi chợ cái tự nhiên đè đầu đè cổ vô bắt thấy chuyện hơi vô lý nhưng mà tại sẽ biết sao được đó cái phong tục của họ Đó là thật ra phong tục của mà họ ta. Dạ. đó bởi vậy nói vui thôi Dạ. nhưng mà mấy cô bé cũng dễ thương lắm rồi ôi trà đi ra những cái vùng mà tao coi YouTube không chứ tao không biết cái con mẹ gì đâu thì tao coi YouTube thì những cái vùng cao Tây Bắc tụi nó đi du lịch nó quay lại nó bỏ YouTube á vùng cao Tây Bắc có nhiều cái cảnh đẹp rồi dân người ta rất ư là chân chất thật thà rồi ui nó nhiều lắm mà có những cái món ăn mà mình dồn vô mình nó cảm ăn luôn sợ quá không dám ăn luôn Đúng vì là nó gọi là có nó có cái món kia bằng cá nháy á cá còn giống nhăn à nhảy cái tưng vô nó bỏ vô trong kia nó trộn gì không biết nữa rồi nó bỏ vô sực đứa nào nó kêu khen ngon tao dòm tao sợ quá sao ăn được trời Chào anh Trung Kiên. à. Chào anh Nên nhé. Sai nữa cho anh Nên. Hôm nay Rồi thì bởi vì tao nói thêm ba bà cái Bắc Trung Nam đó đây là Bắc thì có sẵn rồi giờ kiếm bà người Trung với bà người Nam nữa cho nó đủ bộ rồi. có người nam rồi á anh có người nam rồi, còn cô qua là người nam rồi. Trời ơi bà đã không bao giờ cứ à, bao giờ bà đã không bao giờ gặp mặt mà bao giờ gặp mặt bà. Tao nhiều lắm nhưng mà toàn là hư vô mà ảo không mà trời ơi khổ mà Không thôi có đâu cài anh đời ảo cho Mẫu, nó vui đi không có chồng chúa vợ tôi đâu. Trời ơi, ở đây em bị vợ quýnh không à, chứ em có quýnh được vợ cái nào đâu. Em mới nhảy lên đè ăn cái là cắn em rồi, nhìn sao mà xử được đây. À, nói chung thì nó tao về năm ngoái thì tao cũng thấy là cái tình hình về vấn đề coi như là cái trật tự xã hội Em Việt Nam mình cũng đã cải tiến rất là nhiều dạ cũng giống như kiểu như những cái điều nhỏ nhỏ thôi nhưng mà mình cảm thấy là nó đúng thì các cháu ta bên đó thì đứa nào nó cũng có gia đình cả chứ không đứa nào cũng lớn rồi ba mấy 40 rồi thì vợ chồng nó không không còn giống như vợ chồng tao ngày xưa cái thời cái thế hệ của tụi tao à, bây giờ tụi nó ngang lắm được vợ làm công dân chồng dòng vui lắm nó nói nhiều cái câu mình thích cười mình nghĩ không thấy đó sao à tao nói mẹ nhà mày nấu cơm mày đúng để rồi không đó kinh khủng để cá ơi tỉnh bơ thấy nó có hạnh phúc nhưng mà cái từ của nó cũng 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 không phải cách biệt lắm có nghĩa là nó không còn cái kiểu mà chồng chú vợ tôi nữa anh Hoàng hay cũng hay bây giờ đó cái đó là cái sự gọi như là đi theo kịp cái đà của cái văn minh của nước của phương Tây đó có nghĩa là từ từ mình cũng không thể nào nói là một ngày một bữa được nhưng mà ta hy vọng là sau này sẽ bình đẳng chứ bây giờ ta thấy mà
mà nó sợ Bình Đẳng đi lố luôn mấy ông lúc đó tụi tao giống như chồng là vợ Chúa mà chồng tôi mới là chết mẹ. Vậy anh, vậy anh Nguyễn Minh, anh về hội của anh Cầm đi, anh xin làm, anh viết đơn làm thành viên của anh Cầm, anh Cầm là chủ tịch. Thôi Okay, ai cũng vô hỏi thôi anh Cầm nấu cơm chưa. nè mày kỳ cục quá, cơm còn thì anh chỉ lên anh nói vui vui chơi chia sẻ thì thôi, với lại phân bố những cái tin nào mà anh cảm thấy mà có ích cho người mình mà cộng đồng mình thì anh lên thôi, chứ còn chuyện bữa nay bên cái trang của em đâu có gì đâu để anh nói, bởi anh lên nói cái chủ trương của anh là anh chống lại những cái điều nói sai mà không ai nói sai hết thì thôi, chứ anh muốn làm sao giờ. Đúng không vậy không? Đúng vậy. Chứ còn anh đâu có biết mẹ gì đâu ở Việt Nam. Bà nói cho mày biết bữa nay nè, Chị Hiền bữa nhưng nay mà ngày sao chính thức đi bầu cử nè. Không biết bà qua có đi không? Bà qua đi bầu cử chưa? Bà bầu ai? Cộng hòa hay Dân Chủ? Tôi thấy tôi chán quá. Không có thèm đi mà. Rồi. dạo này anh gặp anh không có đâu, anh Trung Kiên vẫn sợ như thường kìa, giờ anh còn không dám nói chuyện luôn kìa, anh chỉ viết giấy anh để anh bàn thôi kìa. Cô qua vào vô, Đâu có bả chứ. con chào cô Bà qua. qua đâu nè. Ôi nhạo vô rồi hả? Bà đi, các bạn có đi bầu không? Cuối năm này anh Đây. về Việt Nam mà, anh Trần Tư. Đang xin. Thấy miếng giấy này không? Bảo nói chuyện là ra ra kêu mà ra lệnh á. Ra Cái này giống như kiểu ra lệnh. Ngủ dậy lấy xương cho em nấu phở, mở ra bỏ vô nồi giùm. Rồi. rồi xong. Đó là lệnh. Đâu má tao lật đật, tao phải lật đật làm, phải lấy xương bỏ vô nồi bả đi chăng, bả dặn sao làm vậy là yên thân, đừng làm sai đấy thôi. Rồi thì anh đâu có còn gì đâu nữa đâu thì Hello Thanh. bữa nay thì tao thấy tình trình mà ví dụ tụi bay nói gì từ chống bao bay bao quyết thì như nó tạm tạm yên rồi, không có ai vô quậy phá nữa, ra đâu có gì đâu chống. Đúng rồi, ai chứ. Tại vì á, bây giờ thật ra thì không biết lý do gì mà Ba que thì cũng thấy ít đi rồi, Im re im, ít im ít đi re. rồi. Với bên Thì kia thì mình chỉ còn mong thôi vậy thôi, có nghĩa là đừng đánh phá nữa thôi. dạ thì thật ra là em cũng hy vọng là họ hiểu thôi mà, chứ họ cũng không cần, họ chỉ Nó có một cái điều này mày đừng làm, mày đừng làm, mày đừng làm, có nghĩa là họ, tao nói mày nghe, họ hiểu hết á, họ biết hết á, nhưng có cái điều này thuộc cái dạng giống như cái động cơ mà họ làm cái điều đó thì mình không biết, nhưng mà không bao giờ được, không bao giờ, nó là giống như cái não mà nó có cái nếp nhăn rồi không bao giờ mà tẩy nó nổi rồi, cái điều đó hiếm hoi lắm, hiểu không? Chứ không bao giờ đâu, chứ có điều là họ bắt công chuyện hay là gì đó họ mềm lên thôi, chứ thực chất khó lắm, cái điều đó khó lắm. Tại vì ở Giống đây như em thấy họ họ có những cái mà thực không phải là ở đây nữa, mà kể cả ở bên kia cũng vậy. Tại sao họ làm không làm những cái điều cảm thấy để cho nó tư tưởng mình nó nhẹ nhàng hơn mà lại đi làm những cái điều đó? Cuối tuần thì lại đâu có hẹn điều gì, nhau giáp cờ đi, chào anh Peter. đây tao nói với mày Gặp nghe cái điều này nó y chang như kiểu nhà mày mà nói chuyện với Ngô Kỷ vậy, mày hiểu không? Đồ người ta nói là một với một là hai, mà đồ mà thằng chả nói là một với một là ba, bà chả cứ co ra cho rằng ba là đúng thì thôi cãi làm con mẹ gì nữa cho nó mệt đó. Nó đơn giản vậy thôi à, cái đầu óc họ lúc nào họ cũng hận thù, lúc nào họ cũng vậy thôi, thì làm sao mà họ gọi rửa được, thành ra vì chỗ đó khỏi khỏi bàn khỏi cãi. Chỉ có cái điều mà khi mà người ta nói chuyện trên diễn đàn của mày hoặc là diễn đàn bất kỳ nào mà không có ai phản biện đó, thì lúc đó họ được nước họ làm lên đó, họ moi họ móc họ làm đủ trò chứ. Nhưng mà ví dụ như gặp những người nào phản biện, mà phản biện phía bên tụi em thì cũng không có tốt, là tại vì nó nói đủ mấy tôi biết mẹ mấy nước Mỹ tụi mày nói này cái gì thì tụi mày biết đủ, mà thì gặp phải gặp tao đó vậy nó mới đã. Cơ bản là Thì đó. khi lên đây á, thật sự á, nhiều người ta cứ nghĩ mình lên để mình câu like hay câu view hay là tìm một cái gì hay là tìm cái sự nổi tiếng, nhưng mà thật sự ở đây á là lên để chia sẻ, để mong rằng các anh chị đó hiểu được và nhìn rõ. Cái thứ hai nữa, nếu những người đó không hiểu, cố tình không hiểu nữa, thì cũng có những anh chị khác người ta nhìn về Việt Nam, ít nhiều người ta cũng nghe được cái tiếng nói từ Việt Nam nó như thế nào Thì đúng rồi, đó, để cho thì tao nói mày rồi,
nó chỉ là một phần tử nhỏ nhoi thôi, còn tất cả những người Việt mà thấy bằng chứng á, vé máy bay Tết á, rồi má bữa nay coi như là hết mẹ rồi, bây giờ đi là không bao giờ trúng Tết nữa, hoặc là sau Tết vài ngày, hoặc là trước Tết thì thôi, thực tế là vé máy bay Tết. Nói như vậy thì mày hiểu, có nhiều người, rất là nhiều người, rất 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 là nhiều người, dạ, đúng anh. Ta không có lịch tiết thôi. Không phải vậy đâu, đừng nghĩ vậy, không phải là một hai thằng mà lên mạng mà chửi rủa vậy này, mà nghĩ rằng người ta đây người ta hiểu hết nhưng người ta không muốn nói ra. Người ta cũng đã từng nói rồi, vì câu chuyện làm ăn của họ, vì business của họ, rồi vấn đề họ sống ở trong cộng đồng, họ không ra mặt, đã nói chiều nhiều lý do lắm, nhưng mà không ai như bọn họ, không ai ra lên tiếng theo kiểu như tụi đó. Có những cái thằng lên tiếng trên mạng đề là toàn là những thằng cực đoan. Cực đoan, cái thực tế là không cực đoan, có nghĩa là dù nó cũng giống như thằng này gì đó, nó cũng nói mày, nó cũng hỏi câu đó, mà dễ nghĩa cho nó hết đàng hoàng xong rồi, nó kêu rồi ok biết rồi, xong nó lẳng lặng nó đi ra chung qua đi khác, cái đồ nó cũng lặp lại y chang câu đó, cái công lý nhân quyền đủ mới biết bao nhiêu thôi là đủ, mà nó làm như không có cái từ nào khác hết rồi. Rồi bắt xong cái thằng kia nó giải nghĩa hết rồi, đàng hoàng, anh hiểu chưa, rồi ok thôi được rồi, cảm ơn, xong đi qua diễn đề khác đủ, mà nó cũng y chang, nó cũng hỏi câu đó nữa. Đâu ta không hiểu làm sao, bởi vì mấy đó thì hỏi mày cái đầu nó thuộc dạng đầu đất rồi, má làm gì mà không có làm sao mà bạn được, bởi phải anh phải có cái chữ thiện trong đầu, cái là anh phải phục thiện, hoặc anh không phục thiện lắm, anh chưa có thông, anh cái là anh chưa vẫn còn thắc mắc, anh chưa thỏa mãn thì anh kiếm người khác này. Nhưng mà nó cũng đi qua nó khỏi khác nữa, thì tao mới nói mấy thằng đó là một cái một cộng thành ba đó, nó là vậy đó. Khó vậy, phiền lắm. Nhưng mà ở đây em nói là ví dụ như một hai lần, thật ra em nói là ví dụ như chẳng hạn Awi đi lên diễn đàn, tìm cái diễn đàn để nói chơi hay để nói như giống như anh, tại sao lên diễn đàn nói chơi người ta vẫn chào đón, hay anh nói chuyện gì người ta vẫn chào đón, mà tại sao Awi đến mức độ bây giờ, em nói thật anh, tại sao đến bây giờ em là người gọi là dung dưỡng AQ nhiều nhất mà ngày hôm nay em block, em không bao giờ mở AQ ra nữa, là tại vì sao? Tại vì cái yếu điểm của bọn họ là tụi nó chỉ chăm chú, đầu tiên họ không tạo được cái thiện cảm. Dạ. Có nghĩa là họ không tạo được thiện cảm, có nghĩa là bất cứ một cái lãnh đạo nào mà nổi tiếng trên thế giới, từ cái mày cứ nghĩ cá tâm nói một cách khác là chẳng, từ 100 năm trở lại đây đi, thì ông Hồ rồi ông gì ở Cuba rồi những ông ấy vẫn ở, còn thật nhưng mà những, lấy nít khác thì họ đầu tiên là phải họ lấy cảm tình của dân chúng trước, những người lãnh tụ và lò thuộc cái dạng bự á, thì lãnh tụ thì mình phải nói chung cách khác nữa, là có nghĩa là họ phải gây cảm tình cho đất nước, rồi gây cảm tình cho dân chúng, thì bắt đầu họ mới bắt đầu cái đường hướng, họ bắt hoạch định, họ mới đi đấu tranh. Còn mấy cái này nó vô nó phang bừa ra, nó không chẳng, nó không, thì đầu tiên cái khái niệm đầu tiên mà người ta không thấy là nó không đẹp rồi, thì người ta không có ưa, mặc dù trúng sai không cần biết, nhưng mà anh không không có cái sự chào đón, anh không có sự đầu tiên, anh không có được tốt thì người ta có ác cảm thôi. Dạ đúng rồi anh, có nghĩa là cái gì như vậy, ngay từ cái buổi đầu có nghĩa là nó phải có thiện cảm, cái thứ hai nữa là bởi vậy người ta nói là dạng sự. Cái câu danh ngôn người ta thường nói là dạng sự khởi đầu nan, mà giỏi hay là dở hay là cái gì đó là cũng phải là bước đầu tiên, mà anh cái bước đầu tiên anh đã thất bại rồi thì đúng làm rồi, sao mà to, lấy được. Huy nó giả tạo. Ừ, giả tạo cái gì nó biết hết, nó rành lắm, nó biết xã hội Việt Nam, nó biết hết, nhưng mà nó cố tình nó hỏi. Dạ, cố chứ không phải là nó không biết, nó cố tình. Cũng giống như tao đọc kỹ rồi, tao nghiên cứu rồi, tao nghiên cứu cái vụ mà cái bà gì đó, cái bà Kim Tuyến hay bà gì đó, bà nói về cái vụ mà cái thế lực của chống phá Việt Nam mình sao, thì bà mới ví von là có nghĩa là ở trong một cái thế ba chân, rồi có thế chân chân kiền đó, rồi yeah. Anh bẻ ra, anh kêu chân giữa, rồi có thế đó, anh bẻ chữ, anh ghét vô mộng người ta. Có nghĩa là cái lối của nó là xuyên tạc 100%, dồn là biết liền. Dạ đúng rồi anh. Anh mới nói cái lý. Đó là ý thức hệ. Ờ đúng rồi, ý thức hệ đó. Có nghĩa là nó không thích là nó bài bác. Chào anh Nguyễn Văn Thiệu. Có nghĩa là cố tình để mà nói ra những cái suy tạc. Dạ, cố tình chứ không phải là không hiểu biết. Về cái không biết, không biết. Bắt lỗi. Rồi cũng giống như mấy lần nó nói lúc đó tại sao không làm, không lo cho những người dân tộc mà đi bị chiếu những cái cảnh mà được mấy học sinh dân tộc mà đi qua cái cầu dây này kia, rồi mấy cái hình đó như tao nghĩ là như cả chục năm về trước á, rồi bây giờ nó còn lấy ra, nó vừa ra nó chế giễu,
có nghĩa là ý đó là những học sinh ở miền núi là đi qua suối qua sông rồi học. Tao nghĩ bây giờ đâu có còn cảnh đó nữa đâu, có còn không? Dạ không còn đâu anh, làm gì em với Vậy mà nó tôi vẫn tư xuyên tạc được à, nó với vẫn em chửi nói được à. họ không có hiểu được, họ cứ nghĩ là họ thấy có cái người dân như vậy thì họ nghĩ. Em nói anh, ví dụ như người ta một cái làng đó bao nhiêu ngôi nhà thì người ta mới bắt cái cầu, rồi bây giờ có những ngôi nhà em nói anh nó có, họ chỉ có hai ba hộ thôi, nhưng thay vì họ đi một con đường vòng nó xa khoảng tầm độ 2 cây số thì thôi thì anh ta bắt con đường nó băng ngang cái suối cái tới cái trường, người ta không chịu đi, người ta đi bằng cách vậy. Đúng rồi, Dạ nhưng mà bây giờ cái chuyện đó nó đã lâu lắm rồi, dạ tao thấy cái hình nó lâu cả chục năm rồi chứ không phải mới đây đâu. Bây giờ nó vẫn bo nó nói không lo, không lo cho người dân, để người dân đi cái này kia mệt lắm. Ý tôi muốn nói là nó không thấy cái mặt đẹp của đẻ của người ta, nó không thấy cái đất nước phát triển mà nó chuyên môn nó lôi ra những cái chuyện mà từ đáy ở xã hội rồi nó nói rồi đùm tum. Rồi có nhiều cái nó vui lắm kìa, nó có nói rồi mà, bữa đó nó gặp nó nói là tại làm sao phải đi xuất khẩu gái qua bên kia đi làm nỉ chờ gái, nó nói đủ đủ mà cái nghề cổ đại đó đủ đâu là không có đủ má Mỹ này, mày tưởng lại Mỹ là trùm luôn đủ phim xét trên thế giới này mày thấy rõ ràng không đủ má phân bác là do ai, do Mỹ Mỹ chơi đi ta tiền thiếu trai ở đâu là không có Mỹ trắng Mỹ đen Mỹ đen đủ má thuộc dạng là coi như đĩ hiệp Trung Quốc mà nó không nói, nó có nói Việt Nam mình đủ má. Thay vì ta nói là xuất khẩu lao động hoặc là những người nào mà ta kiếm thêm thu nhập hoặc là ta muốn kiếm thêm cho cái gì đó thì ta đi ra nước ngoài để người ta làm, chẳng hạn như lưu ly này kia đồ, nó kêu xuất khẩu cái gì Nô lệ. xuất khẩu nô lệ, nó quá đáng, nó sửa từ nó sửa chữ đồ vậy đó. Chán lắm. Thành ra nó làm như vậy riết cho cái người bên này họ cũng chán ngán, họ hiểu á, hồi xưa ta không hiểu nhưng bây giờ ta hiểu hết rồi. Thì cái tao nói là cái số lượng mà người chống người đất nước mình càng ngày nó càng giảm đi chứ nó không có tăng, mày hiểu không? Mà thấy đâu là thấy ông biểu tình ở ở Bonsa TV gì đó đồ le que cái mấy móng rồi đủ toàn lâm già bà lão không, tụi thanh niên tao có thèm đi đâu, nó đi thế hệ con tao vậy, nó đâu có biết Việt Nam nữa, con mẹ đâu đi tao đòi về Việt Nam tao ở đủ nó hỏi tại sao mày lại thích Việt Nam vậy, nó đâu có biết Việt Nam nữa, con mẹ gì nó nói đủ. Nhưng mà mình mà giải thích cho nó còn lâu mà, nhưng mà lâu lâu mình phải đem ra dụ dụ nó đi coi phim Việt Nam hoặc là kia, nó đâu có chịu khoái đâu coi đâu, bởi Thật ra đó nó cũng khó khăn. em nói anh là ở đâu thì cũng quen đó thôi. Ví dụ như ở một dần dần thì giống như thường như anh Bằng cũng hay nói với anh, ví dụ như không phải là không muốn về quê hương, nhưng mà mình về quê hương như mình nghĩ lại là mình cũng quen rồi, quen với cái nếp sống này rồi về á thì Cái quen thì không nói nhưng mà có điều nó mọc rễ rồi, nó cứ đôi khi mọc rễ đây có nghĩa là gì, thì mình có con là có cháu là dạ vợ chồng cha mẹ anh chị em để hết rồi, nó dạ anh cứ sáng sống ở đây lâu năm rồi, xong rồi sanh con đẻ cháu ở đây rồi, như tao này tao về thì mày thấy tao có thằng cháu ngoại, mày thấy rồi đây không dạ đâu, mày cũng một phần là nhớ nó đúng níu rồi, xong mình đi về thì mình không ở lâu được, không phải là một phần là nhớ nó, hai nữa mình không có giữ con với cháu thì con cái nó lại không đi làm không đi nữa, làm nói chung nó bị rạc, nó ràng buộc đủ thứ hết trơn rồi, chứ nó không có đơn giản như kiểu đụng một cái. Còn ví dụ như vợ chồng tao mà đơn thân độc mã không có bà con cô bác thì chân là đủ bảo đảm mà tôi về từ Việt Nam từ lâu rồi. Cái gì vậy, cảm ơn anh chửi như bị vũ đi anh, là sao anh, chắc muốn anh chắc chửi là hồi ai? tối anh chửi, chửi giống như ông Nguyễn Vũ đi thì ok. Không phải chửi mà tao phải biết cái tao chửi cái gì chứ, đủ tao cũng tham không tham khảo biết tao, tao có đâu, tao đâu có để ý cái bất cứ một cái vấn đề gì đâu, tao lúc nào tao cũng để ý Việt Nam không, mà tao không biết cái bên này nó rõ ràng, mà ở bên Việt Nam tao cũng không có biết ai là ai nữa, nên ra vì đó tao có thấy cái gì mà trái tay gầy mắt tao bị phàn thôi, muốn chửi mà giống như người bổ tao phải điều tra, mà muốn chửi ai tao phải ngồi tôi coi tiểu sử thì sao mà nhưng mà nó khổ nổi Chết mình là đang trần tao này, tao đã tiền ra lân ở rồi, không lóc có để trên đùi lóc tao luôn không có giao dịch, ta không có giao dịch với lại mấy cộng đồng bên này, cho nên vì đó ta cũng không biết ai, tao chỉ biết trên báo đài thôi, thí dụ như lâu lâu ở đó ví dụ Đàm Vĩnh Hưng rồi Phan Kỳ Nhơn rồi tùm lum tùm la đấu đá rồi Hoàng Kiều, tại vì là nó họp báo rồi xong mình biết, còn mình bình thường đời tư ai biết làm mẹ gì ở đó, rồi giống như tao post lên đó Hoàng Kiều đồ mà thưa sặc máu luôn mấy cái thằng rồi và đúng rồi đấy gì là Trần Nhật Phong gì đó BBC với lại người Mỹ gì đó, nó thưa ông sặc máu luôn báo người Việt đó. vậy à, ông đó bây giờ ông đang tuyên bố là ông làm cho tới tới ông nói là cho tới mức luôn Cho nè mà trắng máu luôn rồi cho trắng máu luôn cũng được đó đó, mày thấy rõ ràng có nghĩa là họ xạo láo fake news là tin xạo láo, thậm chí người ở đồng hương của họ bên này chuyện mà không nổi nữa
đường đó anh chị, người ta chịu không nổi người ta mới đi thưa, mà đâu phải là Việt Nam thưa mà chính là người ở đây, người đây trong cộng đồng đây họ đi thưa mới là ghê chứ. Thôi đi anh xuống cho thằng Hoàng Văn Vũ gì lên nè. À dạ rồi, nào lên cũng được. Cảm ơn anh. Ờ ok. Dạ cảm ơn anh. Anh đang xem live mà trong giáo hả? Ồ. Đang mời cái anh bạn gì Hoàng Văn Vũ gì. Chào Bình Dương. Có ok, chào không? Anh. Nghe nghe rõ nhưng mà hơi hơi tối. Tôi đang tắt điện, đang nằm trên giường. À. Chào Bình Dương, chào tất cả mọi người. Chào anh. Vừa anh nghe, thì chia sẻ về về đài, thì anh thì mời anh chia sẻ. Cũng tham gia một tí thì cũng cái bọn ba que thì nó cứ nói xuyên tạc, nó cũng không hiểu biết gì về cái đất nước Việt Nam mình, cũng cứ nói những cái điều nó không, nó sai sự thật ấy. Tôi thì nói thực sự tôi ở trên vùng núi, tôi trên vùng núi nhưng mà tôi thấy là cái đảng và nhà nước thì rất là quan tâm đến những cái bà con dân tộc ở trên vùng núi này. Anh đưa cái dây phone anh gần chút xíu hay không, tiếng nó hơi nhỏ. Tiếng nó nhỏ à? À, nhỏ. Nghe được chưa? Rồi ok anh. Đó là được đó. Thì gọi là trên vùng núi ở trên này thì nói chung là đảng và nhà nước nói chung là cũng là rất là quan tâm, chứ không phải là như cái bọn ba que nó nói đâu. Anh ở miền núi, anh ở tỉnh nào anh? Mình ở Thái Nguyên, ở chỗ gần chỗ Tân Trào. À. Vùng cách mạng ATK. Thì trong vấn đề về chẳng hạn như về y tế thì nói chung là đảng và nhà nước thì cũng cho những các bác sĩ rồi luân phiên các bác sĩ các thứ lên và lên trên này chẳng hạn như là chăm sóc về cái sức khỏe cho bà con trên vùng cao hoặc là trên những người dân tộc tiểu số ở trên này cũng rất là chăm lo đấy. Đấy, và chẳng hạn như là các con cái các cái dân tộc cái chẳng hạn như là học hành, chẳng hạn nhà học hành ấy thì chẳng hạn như bọn trên này không biết ở trong chỗ Bình Dương có cái trường dân tộc nội trú không, nhưng mà trên này chẳng hạn như là nếu mà con em mà học hành mà được là vào trường nội trú chẳng hạn cấp 2 hoặc cấp 3 chẳng vào trường nội trú là có nghĩa là nhà nước nó nuôi từ từ A đến Z, chẳng hạn như là quần áo người ta sắm cho, sách vở người ta mua cho, rồi ăn uống ở luôn tại trường. Đấy, ở luôn tại trường chứ không phải đóng góp một cái gì cả. Thế nên nó ở luôn đấy là cô giáo rồi là người ta trông luôn cả từ cấp 2 và cấp 3 luôn. Đấy, rồi cái điều kiện sinh hoạt của mình, anh, điều kiện sinh hoạt ví dụ như những cái làng hay là những cái nói chung là về về làng xã thì thực ra thì là bà con ở trên này thì nó cũng về làm ăn kinh tế thì nó cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Thực ra thì ở trên vùng sâu vùng xa thì về cái làm ăn kinh tế chẳng hạn như về cái khu công nghiệp thì nó không có mấy, thế nhưng mà về đảng và nhà nước thì nó rất là quan tâm, chẳng hạn như đường xá rồi là bệnh viện y tế hoặc là trường điện đóm các thứ là đường xá là trung ương đầu tư hết, làm hết tận lên trên, có nghĩa là đường đổ bê tông hoặc là đổ đường nhựa, nếu mà đường làng bê tông điện đóm là đến tận nơi. Đấy, có nghĩa là bà con là cũng là rất là thoải mái, rất là quan tâm, được cái sự quan tâm của đảng và nhà nước là rất là quan tâm chứ cũng không phải là không. Đấy, mà chẳng hạn như là những cái cán bộ y tế là lên tận thôn bản, lên tận vào đến tận nhà chẳng hạn như khám bệnh
Nó có là như thế. Nè. Mà không phải là như bên kia chúng nó nói đâu. Chúng là Thì thật ra anh biết sao không? Bên bên bọn kia thì thật là họ chỉ nhìn vào một hai cái clip đưa tung lên trên mạng. Thì tung lên trên mạng ở đây thì cũng có một số người người ta tung lên thì với mục đích gì thì mình cũng chưa có xác định được. Nhưng mà những người đó thay vì họ tìm hiểu thêm, nhưng họ không tìm hiểu và họ dựa trên những hình ảnh đó bắt đầu là họ xuyên tạc để tạo cho một cái sự bức xúc cho một cái số người khác đó. rồi nói chung là chúng nó chỉ nói, chúng nó không biết, chúng nó cứ kiểu là ghen ghét hoặc là chúng nó thù hận, chúng nó nói thôi chứ thực ra chúng nó có biết gì đâu, chả biết cái gì cả. Theo thực ra thì nói Bình Dương này, mình thì mình cũng hay vào tham gia, mình chỉ là bên dưới tham gia, gọi là nghe tất cả mọi người trên diễn đàn thôi chứ cũng ít khi lên diễn đàn, nhưng mà Nè. cũng hay hay nghe, cũng hay vào để xem rồi nghe các bạn nói tất cả những cái gì là tôi nghe hết đấy. Có nghĩa là một cách đây 1 năm là hay hay vào nghe, 1 năm nay là hay vào Nè. nghe chứ cũng không hay lên, cũng không hay lên nhưng mà hay vào nghe. Nghe thì cũng biết rất là nhiều, thực ra thì mình là người dân nhưng mà thực ra để mà nhận xét nhận định là cũng biết hết, biết hết. Đầu tiên nó rất là vui đấy, đầu năm tôi vào tôi nghe thấy rất là vui, rất là thấy phấn khởi đấy. Nhưng mà càng về cuối này tôi thấy cũng có nhiều cái nó cũng thấy mình cũng thấy cũng không, không cũng thấy có cái gì đấy là trong những anh em có nhiều cái là tôi thấy cũng thấy thấy nó cũng Thật thấy chán ra chán. là anh nói chung là nói như thế này nè anh. Thứ nhất là mình là một cái cộng đồng mạng thì mình Rồi. tham gia điều thì mình ít nhiều mình phải giữ được cái bình tĩnh. Rồi. Tại vì có một số người người ta nghĩ rằng đây là một cái mạng xã hội và đã mạng xã hội thì đôi lúc nhiều khi giống như anh ở trên tận Thái Nguyên, Dương ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh em mình có thể cả đời cũng không gặp nhau. Thì đôi lúc lên nói một câu hai câu với nhau cho nó vui. Ví dụ như trường hợp là mình giữ cái thái độ ôn hòa với nhau, nhưng mà có một số người ta họ lên đây họ không phải cái ý nghĩ như mình. Thì chính vì đó có những câu nói xúc phạm hay là những cái gì rồi dần dần nó tạo thành một cái thói quen. Đó, thì chính vì vậy nó sẽ trở nên có những cái giống như là bây giờ trở nên thành một con người cực đoan. Thì nhìn mình Tôi nhận diện là đó. người dưới diễn đàn tôi chỉ nghe thôi nhưng mà tôi cũng nắm bắt được. Thực ra thì đầu tiên là cái Việt Vision này, thế rồi là rất là hay. Đấy, từ đầu tiên tôi vào tôi xem rất là hay, các là một đầu tiên là một tập thể. Bình Dương nhận không? Đầu Đúng rồi, đúng rồi. đầu tiên là một tập thể từ là Xuân cái gì nhỉ? Bác Xuân gì mà trong Đồng Lai là cái gì nhỉ? Anh Phạm Xuân. Phạm Xuân. Đấy rồi mấy anh em là tập trung là một. Tôi thấy xong tự nhiên xong lại cứ lại VHK nào kia rồi tôi thấy chán quá. Xong hết VHK xong là lại lại đến bây giờ lại lại về sau tôi cũng nhận định được là nguyên nhân lý do là tất nhiên là tôi là người xem tôi vẫn cũng nhận định được chứ không phải không. Từ khi là cái cô Ngọc Nhiên ấy, đầu tiên tôi thấy là cũng đầu tiên cô rất nhẹ nhàng thôi nhưng mà do bên kia hết. Đấy, rất nhẹ nhàng ấy, xong rồi về sau cô ấy bực mình thì cô bắt đầu cô mới 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 chửi bới thôi chứ đầu tiên cô cũng chỉ nói rất là bình thường thôi. Thế xong đấy là tôi thấy đến đến cô Ngọc Hiếu nữa thì Hiếu Ngọc thì tôi thấy bảo là không 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 ổn rồi. Và cái đội bên kia phá 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 rồi. Thì nói chung là anh biết sao không? Thật ra thì thôi mình nhận định như thế thôi anh. Chứ trên một cộng đồng mạng thì đôi lúc cần phải có một cái ý thức của mỗi người, đúng không? Tuy rằng mình biết đây nó là một cái mạng xã hội, người khác người ta xây dựng một cái mạng này để cho mình lên mình giao lưu. Thì mình là một người tham gia với tinh thần mình phải có cách mình xây dựng giống như đã là tạo người ta tạo cho mình sân chơi. Còn cái sân chơi sạch hay hay bẩn là do con người chơi. Nên chính vì điều đó thì ví dụ mình là một người muốn tham gia mạng xã hội và muốn được cái cộng đồng này nó sạch sẽ thì mình phải có ý thức điều đó là thôi, chứ còn bây giờ người ta muốn thật ra thì đã là xã hội anh thì phải có người này người kia, nhưng quan trọng nhất mình biết gọi là tôn trọng cái cộng đồng để mình tạo cho họ một cái sân chơi đúng nghĩa. Giống như anh lên đầu anh có thể anh không cần phải đi xa anh vẫn nắm được những cái thông tin, đúng không? Dù biết rằng là
có những cái thông tin anh thấy bây giờ, ví dụ chẳng hạn như cái vụ mà rớt xe ở cầu Trương Dương, anh không cần lên báo, anh có thể lên đây anh cũng nghe được thông tin đó. Đúng rồi. Đó là những người muốn lên để người ta biết thông tin. Nhưng có một số người, người ta vì một cái gì hay là một cái tư tưởng nó thành nó lệch lạc, thì nó làm đi cái cộng đồng mạng này nó trở nên bị bẩn bởi những cái vấn đề cá nhân. Tôi nói với Bình Dương này nhé, tôi cũng tham gia, cũng là trước thì tôi cũng vào kết bạn cả với anh Lân, thế rồi là kể cả như là Nam đấy, nhưng mà từ khi mà từ cái vụ Ngọc Hiếu đến giờ là tôi không bao giờ tôi vào tôi nghe xem, tự nhiên mình cảm thấy không bao giờ tôi vào diễn đàn. Thôi, Thì thôi nói chung thì mình biết được vậy thôi, chứ ở đây thì Dương cũng không muốn đề cập tới những cái vấn đề này, thì giống như mục đích của Dương là vậy. Thật ra thì Dương khi ra lên diễn đàn Dương cũng nói, có nghĩa là mình mục tiêu của mình là chống lại luận điệu xuyên tạc là chính, còn cái chuyện cá nhân thì thật sự Dương cũng để ngoài tai, dù biết rằng có những cái người ta nói thẳng bản thân mình, nói thẳng bản thân Dương, nhưng mà Dương cũng nói thật, cũng lấy một cái, có nghĩa là khi lên đây gặp các anh chị chia sẻ những cái thông tin đó là một cái niềm vui, còn những cái chuyện đó thì Dương không bận tâm. Thật ra tại anh biết sao, người ta không phải là người cho mình cái nồi cơm, người ta không phải người người ta đến người ta làm phiền mình thì thôi kệ, không bận tâm. rồi Tại vì như vậy, chính như vậy Dương mới giữ được một cái diễn đàn để cho anh em có thể, chứ còn bây giờ nếu làm vậy thì Dương cũng lao vào cái dòng xoáy đó, thực thì Dương ra không muốn. nói với Dương này nhá, bọn bọn mình ở dưới này bọn mình không lên đâu, nhưng bọn mình cũng nghe, nhưng bọn mình cũng biết thế nào là đúng thế nào là sai hết, thật sự là như thế chứ không phải không. Đúng đúng đương nhiên anh, tại vì thật ra trên cái cộng đồng mạng, Biết Dương nhắc chứ lại, không biết. trên cộng đồng mạng ai người ta có trình độ, người ta có sự hiểu biết nhất định hết, chứ không phải là không biết đâu anh. Bên kia nó cứ bắt bẻ, nó cứ bảo là nói là làm về cái vấn đề về chẳng hạn như là tôi thấy là ông Lân ông bảo bây giờ ông không chống Ba Que nữa, ông bây giờ ông làm về cái gọi là diễn biến hòa bình, tôi thấy nó vô lý quả sử. Thực ra cái việc đấy không phải việc đến Lân các ông, ra cái đấy nó là cái vĩ mô, thực ra cái đấy nó rất là khó anh ạ, Bình Dương ấy, Thì nó đơn giản đâu. nói chung á, là mọi người giống như mình phải lượng được cái sức của mình thôi, Không nên phải cái đơn đó giản, ông thì cứ nói là câu chống diễn biến hòa bình không phải đơn giản, cái việc các ông chống được đâu, mà cái đấy không phải là việc của các ông, nói thẳng luôn một câu như thế, thật cái đó là thì trình độ mình không thôi, làm thì được. cái đó là nói chung là như thế này nè, có nghĩa là cái ý của mỗi người thì mình nên nên ví dụ như anh cũng nhận định thì cái đó là nhận định của anh, nhưng mà ví dụ như mình có một cái nhìn thoáng hơn chút xíu rồi cảm thấy ví dụ như 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 vậy á, thì mình sẽ tạo ra, không có tạo ra cái hiềm khích thì nó sẽ dễ hơn anh, Trong chọn cái được bên sang. chống diễn biến hòa bình nhé Bình Dương ạ, à, như mình đang đi chống, mình đang đi 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 để mình chống Ba Que này, mình để làm cho những cái người ở bên hải ngoại người ta có thể người ta sẽ hiểu mình, hoặc những người nào chưa hiểu mình nói nhiều thì người ta sẽ có người ta chưa biết, người ta sẽ nghe và người ta biết, người ta sẽ hiểu mình, thì đấy mình cũng là trong một cách chống diễn biến hòa bình, trong một phần nhỏ nào đấy, cũng là trong một phần nhỏ nào đấy. Nhưng mà còn nếu mà nói về sâu xa thì nó nhiều lắm, nhưng mà mình không làm được cái việc đấy, cái đấy mình không không cần phải làm, mà mình người dân không cần phải làm đến mức độ cái việc đấy, Bình Dương ạ. Thì nói chung thì thôi anh, có nghĩa là ở đây mình ấy thôi được rồi, tại vì bây giờ mình cũng không cần đào sâu như thế nữa Thôi nha, thế nha, thế bây giờ thì tôi nói chuyện về về tôi thì nói chuyện khác vậy nhá, được không, hay là có ai muốn lên không thì có anh chia sẻ tí xíu đi, rồi. có anh Thì có mình mấy thì cũng ai lên, nhưng mà cũng có lần cũng hai lần vào chỗ vào trang của anh Nguyễn Bằng, cũng hay 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 vào trang đấy. Thực ra thì vừa nãy nghe thấy là nói về cái bọn Ba Que kia thì nó cũng hay không hiểu biết về cái đất nước của mình, thì nó cũng cứ nói nhăng nói cuội, nó không hiểu thì cứ nói linh tinh, mà nói linh tinh thì nó nói không đúng, mà nói không đúng mà lắm lúc người nếu nó nói cho những người bên đấy thì người ta không biết thì người ta nghe người ta tưởng thật, chứ còn nếu mà cái người người ta biết rồi thì nghe nó chối lắm.
Thực ra nếu mà những Chào người người ta biết rồi thì người chối, nhưng những người trong đấy thì gần như là người bên kia thì người ta toàn toàn là nghe cái đài đài phản động đúng rồi, RFA, đấy, toàn RFI. nghe những cái đài đấy thì người ta chỉ hiểu theo cái hướng của cái đài đấy thôi, mà cái đài đấy thì nó chỉ nói những cái vấn đề, có nghĩa là vấn đề tiêu cực hoặc là những cái vấn đề về nó không được tốt đẹp về đất nước Việt Nam. Còn những cái vấn đề mà là đất nước mình, là Việt Nam mình làm được thì nó lại không nói. Thế và nó lại còn những cái vấn đề không làm được hoặc cái gì, hoặc một cái gì nhỏ nhỏ cái là nó lại thổi phồng thổi to lên. Từ những cái đấy là nó nhồi sọ vào cái con người ở bên đấy, mà những trong đó những cái người đấy nó đã có cái tư tưởng mà đã hận Đã thù, không thích rồi, đã gọi là đã có nếu cái mà tư thì tưởng gọi sẵn rồi. Thế xong cái đó lại được cái đài hoặc được những cái tuyên truyền thế như thế vào thì người ta không thể hiểu được, mà người ta nghĩ theo một cái hướng, theo cái hướng một cái hướng đấy nó là như thế. Nên là bây giờ như anh em mình đây là làm cái công tác như này nó cũng rất là tốt để cho những bà con bên đấy người ta hiểu được. Có thể là cái người cực đoan, chống cộng cực đoan người ta không hiểu được, thế nhưng những người khác người ta hiểu được thì dần dần người ta sẽ có thể người ta sẽ truyền tải mình cứ nói mình, từ ngữ mình cũng không được ấy lắm, nhưng gọi là truyền tải dần dần thì khả năng là sẽ dần dần từ đó có thể người ta sẽ dần dần người ta sẽ hiểu ra. Tất nhiên mình cũng chỉ mong muốn như thế thôi, chứ còn để mà đạt được hay không thì cái đấy thì rất là khó đấy, nói thế bình thường ạ. Nhưng mà thực ra thì là nếu mà nói về đất nước Việt Nam mình thì thực ra đến Hello. có nghe rõ Hello, nghe rõ anh, nghe rõ anh. không? Anh chia sẻ tí nữa đi thì là có anh sang kham, anh muốn lên chia sẻ rồi. Thì Rồi thế thì để cho anh lên. ok, cảm ơn anh. Thì nói chung ngày hôm nay anh em mình mới gặp nhau, nhưng mà cảm ơn anh lên chia sẻ những cái tâm tư của anh. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, thế nhá. Chào chào Bình Dương, chào mọi người nhé. Nhà đem mời anh sang khám lên. Dạ, em đang mời anh sang khám anh. Chào em. Dạ, em chào anh. Thế hôm nay nghe anh Bằng anh giới thiệu sang bên chỗ này mà thấy bảo là bên chỗ em là không có ấy nữa à, không có ba que phản động gì nó vào nữa à? Thế Hôm nay sao chưa thấy anh? Tại giờ này thường thường giờ này cũng có một hai xe vào rồi, nhưng mà giờ thì chưa thấy. nó không vào rồi thì là mình quay lại mình nói cái chủ đề ban đầu, cái thói quen đi cho nó nhẹ Dạ. nhàng đầu óc một tí em ạ. Thế còn Dạ. cuộc chiến này thì nó còn có thể 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa là gì mình không biết được, nhưng mà Dạ. lại để là sẽ có những lúc cũng phải nhẹ nhàng đầu óc một tí. Thế còn cái vừa rồi anh kia anh ấy ca thán về cái mà cộng đồng mạng mình thì nó là một cái thực tế thôi em ơi, có thể khác thế nào được, bây giờ ở đâu mà chả có tranh giành, ở đâu mà chả có trái quan điểm. Thế thì trên cái thông tin đại mình ở cái mạng xã hội thì nó là đa chiều, bao giờ nó cũng phải có ý kiến trái chiều thì mình mới có mình phản biện. Thế thì cái đấy thì không 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 nặng nề nó lắm đâu. Tất nhiên là bây giờ anh ấy cũng là miền núi, anh ấy lên thì anh ấy nói về cái chuyện người A người B người C nói xấu người nọ người kia cái thứ trong cái cộng đồng mạng thì mình như lần trước anh đã nói rồi, nếu như mình tỉnh táo ấy thì là mình phải đứng trên người ta một cái đầu, hãy cho những cái điều người ta nói cái gì nó thật thì mình nghe, còn cái gì nó không đúng ấy thì mình bỏ qua. Nên là anh cũng thích cái đức tính của em là gì, thì nói chung là nếu mà nó không giải quyết được vấn đề gì thì thôi mình không tranh luận làm gì cả. Cái chuyện này chuyện bây giờ mình biết thế nào mà người ta quy chụp mình là phản động thì mình lại cũng quy chụp lại người ta phản động, thế thành hòa. Thế thì còn cái chỗ nào để mà đánh nhau nữa?
Thế là tất tần tật đi hết làm thủ tục sang Mỹ luôn đi cho nó đỡ mệt. Thế rồi quay về cái thói quen. Thôi về anh nói cái chuyện đi, chỉ nói thế thôi. Bây giờ nói về cái thói quen. Anh nói, nghe cái nói về thói quen. Những người miền núi, người dân tộc thiểu số có những cái thói quen tốt của người Kinh thì phải học, có những cái thói quen xấu thì coi như là không theo. Nhưng có những cái thói quen không tốt của người dân tộc nhưng mà khó bỏ, cũng như người Kinh có những cái thói quen khó bỏ lắm. Anh cần anh lên anh nói vui như thế nhưng mà thực tế nó là đúng, nó đúng. Dạ, đúng cái rồi. Chuyện nó mới anh mới kể chuyện anh như thế này. Anh nói với lại Dương nhá, chính thức là 17 tuổi bắt đầu anh đi xuống dưới Hà Nội anh học đại học. Thế mà khi anh đi xuống học đại học thì chính thức là từ lúc đấy anh bắt đầu mới nói tiếng Kinh. Đấy, bắt đầu mới nói tiếng Kinh thường xuyên. Chứ còn hồi ở nhà là đi học thì là nói tiếng Kinh, về nhà là trao đổi với ông bà bố mẹ là bằng tiếng dân tộc. Đấy, để thế. Thậm chí bây giờ ở trên quê nhà anh có những bà thím, ông thím bà thím không biết tiếng Kinh, chỉ có nói tiếng dân tộc thôi, không 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 biết nói tiếng. Nghe thì nghe được nhưng mà không bao giờ nói được. Đấy lại để thế. Nghe thì hiểu nhưng mà không nói được. Nhưng mà có những cái thôi người ta cũng biết nhưng mà có những cái ví dụ như bây giờ Đảng và Nhà nước thì nói là bảo tồn văn hóa dân tộc thì sợ sợ cái ông nói tiếng Kinh rồi quên hết nói tiếng dân tộc mới nguy hiểm. Như bây giờ ở trong miền Nam thế, trên Tây Nguyên thế, bà con Ê Đê Gia Rai rất nhiều người mà đi ra Buôn Mê Thuột hay là đi ra Pleiku ra thành thị xã con cái là dân tộc Ê Đê Ba Na nhưng mà có còn biết nói đâu, không biết nói được trẻ con ấy. Hay là dưới này mình như thế người Khmer Khmer thứ có biết nói đâu, hay thậm chí như là cái người thì người Hoa ở trong đấy thì coi như có một phần thì còn biết nói tiếng Hoa chứ một phần không biết nói tiếng Hoa nữa đâu. Thế tất cả là nó cái nói là cái thói quen nó là như thế nào, nó khó lắm, nó khó lắm. Thế mà trong cái đó anh giữ được cái thói quen tốt, là cái thói quen đấy là thói quen tốt nhưng mà không giữ được. Thế nhưng mà có những cái xấu thì là theo ngay. Thế nên ngay nó mới có, theo ngay nó mới có cái chuyện này. Ngày xưa ở trên ấy, dân tộc mới hồi ở nhà này có biết uống bia uống rượu đâu, nhưng bây giờ thì uống bia uống rượu hút thuốc thì thành thần. Thế xong tối trên kia khí hậu nó mát mẻ, 8 giờ là hết điện là đi ngủ, bây giờ thì 2-3 giờ sáng vẫn cứ thức trong trong, kể cả trẻ con người lớn. Thế mới nói thói quen thì nó khó lắm. Nói thói quen nó khó lắm. Thế bây giờ như hôm vừa rồi gọi anh ấy bác Cầm bác cái nói câu chuyện thì cũng hay, cũng cũng phải nói là hay đấy. Cái đấy mình lồng cái chuyện thói quen vào, mà cái thói quen khi mà hình thành cái thói quen rồi thì có những cái thói quen tốt thì người ta duy trì, nhưng mà có những cái thói quen, những cái hiện tượng xấu nó xảy ra, nên buộc là ông Cầm ông mới nói về cái chuyện về cảnh sát. Nó biết có những cái xấu nó hình thành một cái nếp, hình thành thói quen. Bây giờ nó bàn với nhau nó đi đi hai người, nó không đi một người nữa. Đấy là cả một cái chuyện, mà cũng là cái chuyện là từ cái thói quen, từ cái nếp của người ta ra mà người ta thay đổi, hay là người ta có cái biện pháp để người ta phòng chế. Nên là mình nói cái chuyện thói quen thì nó nhiều, nhưng mà chỉ có lại một cái điều là tất cả mọi người cái thói quen nào tốt thì mình giữ, nhưng mà cái thói quen nào nó không tốt thì mình cố gắng bỏ. Đấy là mình nói, đấy là tiêu chí thôi, chứ còn thực tế cả như em với cả như anh có nhiều cái xấu của mẹ nhưng cũng bỏ được chó đâu. Đúng, anh rồi. Tại vì thực ra thì khi em nói cái chủ đề này thì như mới nãy em nói thì rất là rộng, nhưng mà cơ bản trên tinh thần anh em mình chia sẻ những cái điều, và bên cạnh đâu đó khi mình nằm mình suy nghĩ lại những cái điều mà có phải là thói quen hay không. Tại vì em nghĩ rằng á, mình thói quen mà để thói quen một cái thói quen tốt thì mình phải tập rất lâu mình mới được, nhưng để trở thành một cái thói quen xấu nó rất là nhanh. Có thể là một ngày hai ngày mình đã làm được, nhưng có thể mà hình thành một cái thói quen tốt cả một cái quá trình dài, một cái thời gian có thể là một năm, vài tháng mình mới có thể làm được một cái thói quen tốt. Rồi. Thế nhưng mà bây giờ là như thế này nữa. Bây giờ anh mới nói với em cũng từ cái thói quen. Thế nhưng mà cái thói quen gì xấu tốt mình cố gắng mình bỏ, nhưng phải tập một cái thói quen là biết tôn trọng. Biết tôn trọng. Dạ. Những hãy cụ thể những người live stream trên như em này này, phải tập một cái thói quen phải biết tôn trọng khán giả. Cái điều rất quan trọng.
Dạ đúng Tức rồi, là đúng phải bỏ cái thói quen không tôn trọng khán giả mà học cái thói quen tôn trọng khán giả. Thế khi học cái thói quen tôn trọng khán giả là gì? Dạ, Yeah. tại vì ở đây anh em ngắt lời anh chút xíu như thế này. Tại vì nếu như anh nhắc tới mà một cái thói quen để tôn trọng cái khán giả thì thật ra là cái điều này em có suy nghĩ rồi anh. Tại vì như thế này, có những khi những người khác vào họ chửi em có thể em chửi lại, nhưng mà thực ra đó là em làm theo cái cá nhân của em không nghĩ tất cả các anh chị ngồi chung trên đây, thì vô tình như vậy tạo ra một cái nó phản cảm đó. Nên chính vì đó có thực sự có những lúc em phải cố gắng em thay đổi những cái điều này đó. Em tạo cho ví dụ như em thì không phải là em dám nói mình là giỏi để mình lên đây mở một cái diễn đàn, mà nhưng mà thật ra em muốn là lên đây để em chia sẻ với các anh chị, em mở ra một cái như thế này để anh chị vào đây giao lưu, hay là mình chia sẻ những cái gì em học hỏi được thêm những cái gì. Đó là những cái mà em tôn trọng, là em không thể vì một cá nhân mình mà mình làm ảnh hưởng đến trên cái diễn đàn. Ông ý anh muốn nói là như thế này, không phải là cái chuyện ví dụ như là các cụ cũng dạy rồi, đi với bụt thì phải mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ở đây mình nói cái khái niệm khán giả thì không phải là đánh đồng hết. Khán giả là người ta biết tôn trọng mình thì mình phải biết tôn trọng người ta. Nhưng mà bây giờ anh lấy ví dụ như là có những cái người mà coi như là cũng mở diễn đàn live stream nhưng mà nằm võng này, rồi ngả ngốn chỗ nọ chỗ kia rồi rồi là coi như là khi mà bình luận là một vấn đề gì đấy là cười đùa cợt nhả mỉa mai với vấn đề gì đấy, như thế là anh thấy như thế là không, những cái thói quen đấy là không nên. Ví dụ như anh nhìn nhiều cái live stream, ví dụ như người nọ nói với người kia một cái xô bồ rồi là bắt đầu cợt nhả nhau ngay ở trên diễn đàn với nhau, chứ còn lại anh cợt nhả cái thằng ba que ở bên dưới thì có thể anh chấp nhận được, nhưng mà hai người nói với nhau mà lại còn cợt nhả nhau rồi cười đùa theo cái kiểu như là like cho người ta xem nhưng mà cứ làm như là không có người ta ở trước mặt mình thì như thế là không tôn trọng người ta. Đấy, những cái thói quen ý anh nói như thế, hay coi như Em hiểu nằm anh. ngả ngốn thế là nọ kia cái thứ thì cái đấy thì nó tức là mình không cấm được người ta về cái chuyện đấy, đấy là cái ý thích của người ta. Nhưng mà ý mình muốn nói khi mà nói đến thói quen đấy có thể là một cái thói quen của người ta, nhưng mà khi nói đến cái thói quen ấy thì mình phải thống nhất với nhau một quan điểm là cái gì hay thì mình cố gắng bỏ, đấy cái tiêu chí của mình nó là như thế em ạ. Thế còn còn lần đầu tiên anh lên cái diễn đàn của em thì anh thấy có một cái điều như thế này, anh muốn nói thêm về cái thói quen là cái thói quen mà coi như là biết bình tĩnh trong xử lý mọi công việc, cái đấy là cái rất là cần. Chứ còn nếu như mà là có những người nó là tính đó, nhưng mà cái tính mà cái tính tính không bình tĩnh trước một cái hiện tượng một cái sự việc nào đấy thì đấy là một cái thói quen xấu. Tất cả mọi cái thông tin mình đưa vào trong người mình thì mình phải bình tĩnh để mình xử lý. Nếu mà mình không xử lý được thì mình nói thẳng ra là ông này bà này, đấy ví dụ như là như anh Bằng anh ấy nói vị này là tôi đã nói nhiều lần rồi mà tôi không đồng ý là tôi lốc anh xuống thôi. Chứ còn bây giờ là cứ người ta lên có thể người ta chửi mình một câu nhưng mình không cần thiết phải chửi lại người ta một câu. Đấy là trong cái cách làm diễn đàn cho nó tất cả mọi cái nó hay lên. Ý của anh mới nói thế. Ý của ừ. Thế còn anh nghĩ là trong cái thời gian vừa qua đấy có nhiều người người ta cũng nói về cái chuyện là cái nhóm của em thì nó là phản động hay là nó là ba que hay là cái gì gì đấy, nhiều cái diễn đàn đó, nhưng mình cứ bình tĩnh mình suy xét, mình cũng không phải nhất thiết phải coi như là ừ mà ông bảo tôi như thế này tôi quay lại tôi ngoặc lại ông thế kia, chả cần thiết em ạ. À, nó cãi vã vô bổ thôi, anh cũng khuyên nhiều thằng Trung Vũ rồi anh cũng nói nó như vô bổ rồi chả giải quyết. Những cái điều đó, Ừ. em xin nhắc lại anh xíu. Thật ra những cái điều đó thì em xác định ngay từ đầu rồi. Tại vì khi lên đây thì cái kiểu va chạm thì chắc chắn ít nhiều cũng phải có. Nhưng quan trọng nhất là cái mình đã đặt một cái mục tiêu của mình ngay từ đầu của em mình là gì. Là em cứ giữ vững cái mục tiêu đó thôi. Còn cái va chạm thì ví dụ như cảm thấy nó không đáng có thì thôi em né, em không chọn đường đầu. Tại vì sao đương đầu thì em lại đi sao nhãng cái chuyện em đặt cái mục tiêu ngay ban Đúng đầu, rồi. mà ngay mục tiêu của em là chống luận điệu xuyên tạc và Đúng em rồi. mấy thằng ba que, Đúng rồi. nên em không
đi chặt cái mục tiêu của em được. Chứ còn nói thật với lại em như thế này này, mình phải xác định luôn một điều như thế này này, là mình lên đây mình chống lại những cái luận điệu xuyên tạc phản động, đúng không? Thế đến khi mà coi như là không còn xuyên tạc phản động nữa thì mình mừng chứ không sao đâu. Đúng không nào, nó hết xuyên tạc phản động mừng. Thì nhưng mà cái đấy có một cái việc như là theo tiếp theo đấy, mình lại đến chủ đề xây dựng đất nước. Ví dụ như mình lại chuyển sang chủ đề xây dựng, chứ còn bây giờ chống ba que là còn ba que đấy, nó hết ba que rồi thì ông làm gì? Thì bây giờ ông phải quay xây dựng đất nước. Thế là không không ngại về cái chuyện đấy. Không ngại về chuyện đấy, việc mình làm mình có cái định hướng. Ví dụ như hôm mà em lên diễn đàn để cho mọi người tham khảo, mọi người theo dõi những cái điều em nói, thì là mình phải nói một cái điều là hôm nay tôi sẽ đặt vấn đề về cái chủ đề A, chủ đề B, chủ đề C này này. Nếu như mà không có thì mình chuyển chủ đề khác. Còn coi như là cái cách của mình, như anh thấy em lên diễn đàn như thế là được, bình tĩnh, lắng nghe. Thế thì tất nhiên là có ý kiến đúng, ý kiến sai. Nhưng mà cái cách phản bác của mình ấy thì cũng mình cũng phải khiêm tốn. Cái gì mình biết thì mình mới nói. Cái gì mình không biết, cuối cùng nó phản tác dụng, lợi hại chính bản thân mình. Đấy, ví dụ như vừa rồi có những cái ý kiến A, ý kiến bên C quy chụp cho người nọ thế kia, nhưng mà anh không đưa ra luận cứng sắc bén, anh không có những cái ý kiến nó chuẩn xác, thành ra chính những cái ý kiến nó lại đánh lại anh, và nó có nhiều cái chuyện đấy nó xảy ra nhiều. Nên là mình cứ khiêm, cái gì mình biết thì mình nói, mà mình không biết thì mình bảo thôi cái này thì là để cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau giải quyết. Tại vì có nhiều khi như anh nói từ đầu ấy, có nhiều cái đám ba que nhiều khi nó chỉ nhắm vào một vấn đề và nó nghiên cứu rất kỹ vấn đề rồi, sau đấy là nó bắt đầu nó phản, nó hỏi mình rồi là mình mà trả lời. Nó chỉ cần đi đây như anh cầm anh nói là có mỗi câu đấy thôi, nhưng mà đi khắp mọi nơi nó hỏi mình giải thích cho nó, nhưng mà đi sang khác nó lại hỏi thế. Thì cái ông kia mà không biết mà lại nói sai đêm phát là lê, nó là, bắt đầu nó chụp cho. Đấy, cái cách của bọn nó là như thế. Thế nhỉ, anh nói cũng nhiều rồi, để cho mọi người lên nói đi. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Thì hôm nay lên chia sẻ với em những cái điều này. Dạ cảm ơn anh nhiều. Rồi. Chúc anh vui vẻ. Dạ rồi. Dạ, rồi cảm ơn anh. Không biết anh Thanh Quỳnh còn ở đây không? Anh Thanh Quỳnh còn đây, anh gõ cái chữ ok đi vô mà anh lên sẽ thêm tí. Có thể rằng là anh Thanh Quỳnh thì chắc là anh đã xem nhiều cái diễn đàn thì anh cũng ít nhiều anh cũng hiểu về Việt Nam. Đúng rồi đó anh Bằng Vũ, hút thuốc là một tật xấu, đúng rồi anh, nhưng mà hút đúng nơi gạt tàn đúng chỗ là mà là tốt. Tại vì giống như em chia sẻ lại tiếp mới nãy anh Nguyễn Công Định chào lại anh lần hai. Thật ra đối với em cái gì nó cũng phải có cần một cái thời gian. Khi muốn đánh giá về một con người ngoài cái cảm nhận của mình ra thì mình cũng phải cần một cái thời gian nhất định, chứ không phải vì một sự việc mà mình đánh giá cả một cái con người đó thì nó không có chính xác và nó không có công tâm. Tại thời gian nó còn dài và thời gian nó còn cho phép mình để nhận diện một người khác, thì không có lý do gì mình phải vội vàng để mình nhận định về một con người cả. Nên ở đây tại sao em nói là tại sao khi AQ em block AQ là em không bao giờ mở lại cho AQ nữa, là như thế. Tại AQ rồi
sau nữa không cho được khuyên đi hả? Thì coi như là đó là thói quen của anh đúng không? Bây giờ cho anh lời khuyên nè, thôi anh cố gắng, anh giữ giữ trẻ nhỏ thì anh không nên hút nhiều, có nghĩa là anh giảm bớt lại thôi. Đó là lời khuyên, chứ còn để mà gọi là bỏ hẳn thì chắc chắn không được rồi, đúng không anh? Nhưng anh bonsai phải nhớ kỹ nha, anh gạt tàn đúng chỗ, anh gạt được vào trong cái gạt tàn rồi, nhưng có những đến lúc, có những lúc mà muốn gạt vào đúng chỗ nhưng vẫn không gạt được. Nhanh nhanh bonsai. Muốn gạt vào trong cái tàn gạt tàn đó nhưng mà không gạt được. Nên nó quay lại cái chủ đề mà nói về cái thói quen á, thật ra thì ở đây em có nghe một cái diễn đàn của một cái bà, đó là bà Võ Hà. Bà khi bà nhận định về cái đời sống thực phẩm của Việt Nam, thì trên cái phương diện là bà nhận định, thì bà nhận định cách nay khoảng độ 10 năm OK Trần Huân, đem theo cái gạt tàn á, anh nói là dù anh có đem theo cái gạt vào trong cái gạt tàn anh cũng không có gạt vào được. Là tại sao phải không? Lúc đó cái tay mình nó vậy, cái tay mình nó rung rồi, thì mình gạt vô cái gạt tàn nhưng nó chẳng bay. Ôi trời ơi! Em khổ lắm rồi đây này. Nhìn là biết rồi. Rồi, lên nhìn thấy mặt là biết khổ lắm rồi. Khổ lắm. Đâu có lộ mặt được đâu. Em mới lộ một cái là họ vô hiệu hóa nick ngay. Cứ lộ cái họ vô thì hiệu không, hóa không. Thì đã hôm bữa đó anh đã nói rồi, đúng không? Dạ. Vẫn còn cảm thấy ấm ức trong lòng về like. Cũng hay lắm. À đâu, thấy không? Thì vô, gửi lời mời các bạn thích rồi. Rồi là bây giờ gửi lại bao nhiêu lần nữa đây? Cái này em, bạn em cho, chứ bây giờ nói chung là tên tuổi của em là lập nick không được nữa. Đúng rồi, đương nhiên rồi. Cái điều đó là anh hôm đó anh đã nói trước rồi mà. Dạ, em chào tất cả mọi người nhé. Chào và anh nữa. anh Bình Dương. À, thực ra thì em thấy anh nói chuyện về vấn đề con người, thì con người nó có cái mặt tốt mặt xấu này, về nhiều vấn đề mà em cảm thấy là nó hay hay thì em chia sẻ. Ok. Dạ. Thì thực ra thì những vấn đề khác anh nói thì nói chung là cái lập luận chính trị của em thì nó có hạn, nó không vững, thế nên là em chỉ biết nghe. Không phải, tại vì thực ra là khi bắt đầu mình có bao que thì mình chiến theo bao que. Còn khi không có bao que thì mình trở lại một cái chút gì đó dạng như tâm tình để cho mình cân bằng lại một chút xíu, đúng không? Dạ. Chứ còn mà bước ra mình, nói chung là mình phải bước, mình phải đôi lúc mình phải né đi những cơn bão. Không phải là mình sợ những cơn bão, nhưng mà mình không muốn mình cuốn vào trong cái lốc xoáy của cơn bão đó. Dạ. Đó là vậy thôi, chứ không phải là mình không muốn đương đầu. Dạ. Nên thật ra mà nói ai cũng vậy, bản thân anh cũng vậy, con người mà, đúng không? Hỷ nộ ai ố đều có. Yeah. Nhưng quan trọng nhất là mình phải bình tĩnh để mình xem xét như thế này. Anh cứ nói tiếp về mấy những vấn đề mà anh đang nói đi. Nên chính vì điều đó nên anh hôm đó là giống như anh chia sẻ rồi, đúng không? Anh giống như anh chia sẻ, anh cũng cảnh báo rồi, anh nói là cái tên của em trở thành một cái đề tài hot, và khi chỉ cần em lú ra thôi là chắc chắn em sẽ bị rịp. Chào Naken. Đó. Nên chính vì cái điều đó thành ra là nói chung là tạo cho mình một cái, mình nhìn một cái sự việc đó nhưng mình cũng lắng động lại chút xíu đó, rồi mọi việc nó đâu mà đấy. Tại vì sao, giống như em coi phim kiếm hiệp vậy mà, cái vai chính thì luôn luôn lúc nào cũng phải bị vất vả, có những lúc phải là giả
làm ăn mày giả làm thế này thế kia đúng không? Yeah. Để qua được cái giai đoạn đó thì bắt đầu mình mới làm được cái việc lớn lại. Nó phải như thế thôi. Thì thật ra thì để chi? Để mình nói chung là trong một cái đường mình đi thì đương nhiên chắc chắn nó không phải là nó không phải suôn sẻ cho mình đi rồi. Nhưng mà mình hãy nghĩ rằng đó là những cái thử thách mình cần phải vượt qua. Thì lúc đó là em hiểu được điều đó, thì lúc đó em cảm thấy khác. Tại vì đôi lúc nhiều khi anh nói là trên cái cộng đồng mạng này nha, nó không phải đơn thuần là giống như mình lên đây mình nói đâu. Đôi lúc mình bị cuốn, mà cái cuốn đó thì mình trở nên một cái mình đã cuốn rồi thì mình không còn bình tĩnh, và không bình tĩnh thì mình có những cái xử lý nó sẽ không được chuẩn. Đó, thì ví dụ như chẳng hạn như mình xử lý như thế trong cái sự việc 10 người người ta ủng hộ mình, nhưng trong lúc mình mất bình tĩnh, mình xử lý nó thành sai, thì nó sẽ còn 8 người ủng hộ mình thôi, mất đi 2 người. Đúng chưa? Nên chính vì điều đó nên anh nói là qua những sự việc này mình phải cẩn thận lại. Yeah. Đó là những cái chia sẻ thôi. Chứ nói chung là bây giờ em không cẩn thận cũng không được đâu, tại vì là biển số xe của em thì hôm đấy là hầu như là tất cả mọi người đều chụp hết biển số xe của em rồi, thế nên là bây giờ đi đâu em phải lấy cái xe cũ đi. Chủ yếu là lấy xe cũ đi, chứ trước đấy em ít khi đi. Trước mắt là mình cứ để ngồi nguôi thì mới dám cầm và cái xe là đi. Cẩn tắc vô em. Vâng. Thì không thừa. Đúng rồi anh. Đúng rồi. Nhớ mặt hả? Mà Triệu thì đợt này thì không thể lập nick được. Xong rồi hôm nay bạn cho mình một cái website để mình lên. Thấy cái anh Bình Dương nói chuyện hay hay thì mình lên nói, mình tham gia thôi. Cái nick không phải, à cái gì nhỉ? Em ai nhầm. Bạn cho em ai. Em ai. Kể ra thì mình cũng em cũng bình thường thôi, nhưng mà tại mấy người kia sao họ cứ vấn đề hóa lên cái vấn đề, người ta cứ nhân cách hóa cái vấn đề của em lên. Mấy cái người tổ quả khi họ làm được như thế rồi đáng lẽ là họ phải im đi. Ồ mà thôi, đúng em chả muốn nhắc đến họ nữa. Đúng rồi, tại vì anh nói trong cái câu nói như thế này nè, không phải dạ, là em chào anh, em biết đọc sao đây, Che Guevara. Chào Naken ở Che Guevara. Che Guevara. Tại vì anh nói là như thế này nè, cái gì cũng vậy đúng không, ngay từ buổi đầu. Ô, giống như ngày hôm qua em nói là 8 giờ em sẽ like, nhưng mà tại sao em không like được? Yeah. Thì tại vì sao? Mình phải thiệt, đúng không? Và những cái gì, cái đó nó cũng không phải là một cái thiệt thòi cho mình. Đã, anh nói hôm trước rồi, trên cộng đồng mạng này rất nhiều người người ta nhìn rõ ra là sự việc. Yeah. Cái quan trọng của mình nói đến đây thôi, ngừng. Yeah. Rồi xong tiếp tục để xem coi như thế nào đã. Yeah. Đó vậy thôi. Thế là mình thứ nhất là tại vì đó là những lúc mình cần phải cân bằng và có để có một thời gian cho mọi người khác người ta nhận định. Chứ mình cũng không nên cái gì cũng vậy mà mình ăn ăn nhiều quá thành ra nó sẽ bị ngán. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Phải để giữ lại cái cơn thèm mình, lần sau mình ăn tiếp mình mới cảm nhận được món ăn nó ngon. Nói chung thì sau cái vụ việc đấy thì em cũng đúc kết được nhiều bài học và em cũng học hỏi được nhiều điều lắm. Như em học được cái thái độ, cái cách giao tiếp nó vừa văn hóa, nó vừa nhuần nhuyễn của anh Bằng Nguyễn cái lúc mà anh ấy lên đấy để đưa em đi ra khỏi đấy đó. Vâng, tất cả những con người đấy thì hầu như là kể cả em với em Trung Vũ cũng vậy đó, hầu như là không có ai có thể muốn kiềm chế nổi cái bản thân mình, nhưng mà em vẫn thấy cái sự bình tĩnh này, cái sự xử lý một cách văn minh văn hóa mà nó đầy cái sự, em phải gọi là cái gì nhỉ, cái đấy nó thật sự là nhìn vào rồi nó là một bài học đấy anh ạ. Đúng rồi. Bình tĩnh, anh ấy bình tĩnh mà anh ấy đi anh đi vỗ vỗ vai những đi vỗ vai những cái trường hợp mà người ta đang nóng trên cái đỉnh điểm, lúc đấy là người ta muốn đập em với lại em Trung Vũ luôn cơ. Thế mà anh Bằng Nguyễn anh dùng được những cái văn hóa ứng xử vốn có của bản thân mình mà anh hóa giải được mọi thứ và cho em Trung Vũ lên xe và em cũng lên xe đi.
một cách êm đềm như thế. Em phải nói là rất là phục. Phục. Với lại cũng phục cả em Dung Vũ, nó tuổi em còn trẻ mà bị đau như thế nhá, mà vẫn còn giữ được cái thái độ bình tĩnh, là vẫn còn giữ được cái sự giao tiếp. Có nghĩa là nói thẳng là với ông Sơn Thanh á, có nghĩa là cậu ấy vẫn xưng hô chú, cháu, cháu không nói chuyện với chú rồi này kia nọ, chứ không bao giờ có một cái thái độ như kiểu rằng là ông người đánh tôi, hoặc là cái thằng nọ đằng kia mày đánh tao đó kia, không, không bao giờ. Thật ra thì anh nói rồi mà, cái gì nó cũng vậy. Có những cái khi mà mình lắng động lại chút, mình nhìn nó cái những cái rất hay, không phải là nhất thiết là mình phải tỏ vẻ ở một cái đám đông mình mới là người hay đâu. Đúng rồi ạ. Đúng không? Yeah. À, nên đó là những cái mà gọi là mình thực sự đã là ở đời thì rất nhiều cái mình phải học. Dạ đúng rồi, em thấy cái đấy nó là một bài học cho em luôn, bởi vì thấy cách cư xử, cách cư xử nó vô cùng văn hóa văn minh, nó êm đềm của anh Bằng Nguyễn này, với lại cách cư xử chuẩn mực của một người vẫn còn đang trẻ mà kém tuổi em như em Trung Vũ này, thế mà hóa giải được cả đám đông đấy, là đấy là một điều, cái đấy phải gọi là một cái văn hóa ứng xử, gọi là nó rất là tuyệt vời. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà thực ra mà nói thì em cũng nên rút kinh nghiệm lại. Dạ. May mắn thì cũng không đến mình lần thứ hai. Dạ. Đó là cái điều mình cần thiết. Dạ. Em lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, tại vì là ban đầu thì em cũng nghĩ là chắc là không đến cái mức độ như thế. Vâng, em cứ chỉ là có thể là cùng lắm là nó ghê hơn cái hôm đầu tiên em đi thôi, có thể là họ sẽ áp đảo em, họ sẽ quát nạt vài ba người, nhưng em không không ngờ là họ lập hẳn ra một cái kế hoạch là... mà em chỉ là một người bình thường thôi. Em cũng có gọi là em cũng phải là nói là em cũng rất bản lĩnh đó, nhưng mà cái ở đây á, có nghĩa là thật sự là em không lường trước được sự việc gì. Đúng rồi, dạ. Không lường, em cứ nghĩ em vô tư thôi. Dạ. Đời không như là mơ mà. Bây giờ coi như là đấy cũng là một bài học nữa đi. Để lần sau mình rút kinh nghiệm. Tại dạ. Thực ra là bài học thì nói chung là người ta gọi là bài học nào cũng phải học, cũng phải tốn tiền đúng không? Nhưng có những dạ. bài học không tốn tiền nhưng mà rất đáng quý. Nó là bài học trên trường đời đó anh ạ. Em sẽ ghi nhớ chắc cái sự kiện đấy, mình phải gọi sự kiện đi, bởi vì tất cả những điều đấy dành cho bản thân em là nhiều mà. Em cứ coi đó là một sự kiện đi. Thì em nghĩ là cái sự kiện này chắc nó in hẳn trong tâm thức em. Em không quên được đâu. Thật ra là cái gì vậy đúng không? Cái gì dạ. nó phải có những cái điểm. Thì đây gọi là một những cái điểm nhấn mà mình cần phải nên nhớ. Dạ. Thế nên bây giờ em nói thật là không phải là vì em thấy các anh lên giúp đỡ em, hoặc là các anh ủng hộ tinh thần cho em, mà em hướng của em nó tốt đẹp. Nhưng thật sự cái đấy, tất cả đấy không phải. Con người em nó rõ ràng lắm. Cái nào sai là em nói thẳng à, còn cái nào đúng thì, và cái nào đáng được học là em đảm bảo rằng là em sẽ nói ra miệng luôn, nó là như thế. Phương Trần, giờ em rồi làm việc gì nữa giờ này Phương Trần? Bây giờ thì đương nhiên anh phải rảnh rồi. Có người thắc mắc anh livestream suốt ngày hả? Ngày Yến Ly. Sẽ vững vàng hơn. Chứ bình thường thì ở trên đời thực thì em cũng lì rồi, chứ không, em không hiền lắm đâu anh ơi. Em không hiền lắm đâu ạ. Cũng ghê gớm lắm. Thật ra thì ai cũng thế thôi mà. Một khi đã tùy theo cái sự việc thôi. Dạ đúng rồi anh ạ. Đúng, tùy theo sự việc thôi. Nhưng mà mình có những sự việc mình cần thiết không hiền, nhưng có những sự việc mình cần phải hiền. Dạ đúng rồi. Nhưng mình phải biết tùy cơ ứng biến. Em nói thật, nếu hôm hôm đấy mà họ cố tình họ áp đảo á, là có nghĩa là cũng có cái sự sắp xếp rồi. Họ áp đảo mà em cảm thấy rằng là em bức bách quá, em chịu không được, mà người ta trồ đến em mà em làm lại, là người ta sẽ có cớ rằng là em đúng là rồi, người phản kháng, em là người tấn công họ, là họ có quyền là họ đánh em ngay. Đó, nhưng mà hôm đấy đúng em rồi. Lại không làm thế, ai thích đẩy gì đẩy, em cứ đứng đẩy thì em lui ra, xong em đứng. Chứ còn nhưng mà nói là phải nói cho đúng nha, nói sai là em cãi đó.
Ờ, Thì đúng nói sao em vẫn cãi là à? Chỉ là họ đẩy em, họ đánh em không đánh lại thôi. Cũng có bị, ở trong nghĩa trang thì cũng có bị cái anh đội mũ màu xanh của đội Tổ quốc trên hết đập vào đầu em mà, đập vào đằng sau nó. Còn cái anh mà đeo khẩu trang màu đen thì anh ấy cũng giật điện thoại em ở trong đấy xong quát chỉ tay vào mặt em. Cũng may được một anh người công giáo đó, anh ấy đẩy cái anh đeo khẩu trang màu đen, chứ không là cái anh đeo khẩu trang màu đen ấy chẳng đập em rồi, nhào tới luôn mà, nhào tới đẩy cái xe em là cái bánh xe ở trên là nó trồ ra, nó trồ một nó trồ xích luôn á, nó trồ nhích ra luôn. Mà lúc đầu em còn tưởng là à, chắc là đây là những đối tượng ba que chứ họ nhắm vào em, đến khi ra ngoài cổng rồi thấy họ nhập hội em mới biết đây là của đội Tổ quốc trên hết chứ không phải là ba que đó. Mà trong khi là cũng được may cái anh áo đen giáo dân đấy, là anh đẩy cái anh màu, à, anh đây đeo khẩu trang màu đen ra. thì thôi coi như là sự việc nó cũng đã qua rồi. Thôi bây giờ mình chỉ chờ đợi đi. Bây giờ thì Chờ đợi cái sự. em không có ý kiến gì, bởi vì em cảm thấy mình vui và cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, vì có rất nhiều người người ta hiểu được con người của em, bản chất của em và ủng hộ em. Còn những người mà Thì người ta không hiểu mình, người ta nói xấu mình, người ta xúc phạm rồi, thôi thì kệ họ đi. Những cái gì mà mình không có thì họ nói thì kệ cái gì nó cũng phải cần có một cái thời gian. họ. Đừng nhìn một cái hành động, một việc làm mà mình đánh giá cả một con người thì nó không không khách quan Dạ, và đúng nó rồi không ạ. công bằng. Mình phải cần mình cần có phải một khi đánh giá về một con người thì phải cần một cái thời gian. Ví dụ như bản thân anh đây, ví dụ bây giờ nói ở Devawi là phản động hay là bản thân anh cũng là phản động thì anh cũng chẳng quan tâm, anh chỉ cười thôi mà. Dạ, chị Thì biết nhưng mà cười. thời gian chứng minh được là có phản động hay không, và mọi người nhìn vào thì người ta, tại vì anh nghĩ rằng trên cộng đồng mạng mọi người người ta cũng rất là sáng suốt, tại Dạ. vì cái người giống như những người ta nói mà những người mà đứng ở ngoài xem á, thì luôn luôn sáng hơn những người trong cuộc Dạ. đó, thì những câu nói đó nó cũng một phần nào sẽ là đúng đó. Nên mình không phải bận tâm Cái đấy là nên đúng anh. anh ạ. Những người mà người ngoài mà người ta hay gửi những lời khuyên chân tình nhất cho mình lại là những người sáng suốt nhất. Chính mình là người trong cuộc, đôi khi mình đâu có, mình bị đi theo cái vòng xoáy của sự việc á, thế nên mình sẽ bị Mình mất lý trí đi. đúng rồi, tại vì đôi lúc nhiều khi một người người ta khích mình có thể bình tĩnh, hai người ta khích mình có thể bình tĩnh, nhưng ba người khích mình sẽ mất bình tĩnh, Đúng và rồi mất anh bình ạ. tĩnh đó rơi vào cái vòng xoáy, đúng không? Nên chính điều đó thật ra thì mình phải nhìn nhận được sự việc nó là như thế. Tại vì giống như ngay từ đầu anh bước lên cộng đồng mạng này thì anh cũng nghĩ là nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà thật sự khi khi càng 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 đi thì nó sẽ không càng đơn giản. Tại vì khi trước khi mình đã, ví dụ chẳng hạn mình muốn phản biện lại một thằng ba que là ít nhiều anh phải biết cái thằng ba que nó như thế nào để anh mới phản biện lại nó, Đúng trong rồi khi ạ. đó mình đã nghiên cứu, mình phải nhìn về nó, mình phải tìm hiểu những cái gì về nó rồi, nó đã cả mất đi cho mình cái thời gian rồi. Nhưng mà đến gần khi mình phản biện được ba que đó thì kể cả mình khi phản biện xong mình có thể mình quay lại mình ăn những viên đạn của đồng đội mình, nhưng cũng không sao. Sao? Thật ra ở đó là mình cũng không, có nghĩa là những cái viên đạn đó mình cũng không chết, nhưng mà quan trọng nhất vấn đề là cái gì, ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay, chứ còn mà nói thật một một sớm một chiều thì cũng chưa hẳn đó là một cái sự việc đó, đơn giản là anh chỉ nghĩ vậy thôi. Thực ra ngày xưa em thân thiết với đội ở Tổ quốc trên hết lắm chứ. Em cũng mới lên án này thôi. Em cũng mới vừa lên án mà. Bởi vì em biết nhiều thứ về họ quá. Thế nên là họ cứ Tại tại vì như thế này nè, thật ra mà nói á, anh đây á, là anh luôn luôn ủng hộ cái anh ủng hộ luôn luôn tôn trọng cái sự thật. Cái gì cũng vậy, đã là một con người thì chắc chắn mình chào Minh Vũ, mình không thể nào mình trọn vẹn được hết rồi. Anh đồng anh thông cảm với điều đó. Ví dụ như có những lúc chẳng hạn như người ta đói quá thì kêu người ta sống nó chân thật thì nó cũng hơi khó. Đúng không? Tại vì đó thì mình phải tùy theo cái hoàn cảnh mà mình phán xét là cái bản chất con người hay là đó xuất phát từ một cái sự việc gì, rồi mình cân đong đo đếm lại, mình xem coi người này mình có thể rằng là mình chia sẻ được hay không, hay là người này mình cắt đứt liên lạc đó, mình phải như thế. Chứ không phải là mình đi, còn không phải là mình thấy họ vậy thì mình lại nhận diện họ vậy, nó không phải, đúng không? Nhưng ở mình nói là ở đời mà thì không ai trọn vẹn hết, thì mình cũng đừng dí người ta đến đường cùng. Cái gì mình cũng phải chừa cho người ta một cái lối thoát,
Dạ. đúng không? Đó. Nhưng Nhưng mà bạn mà không. em thấy bây giờ đội đấy họ cũng cái kiểu là họ xấu tính quá. Em không thích họ ở cái điểm là hay đi chụp mũ, nói xấu rồi bịa đặt chuyện người khác. Cái đấy nó không có thực tế. Cái thực tế thì cũng có một phần mà cái sự việc xảy ra một thì họ nhân đôi lên ba lên, nhân cách hóa mọi thứ lên. Người ta Tại lệch tại vì sóng, người ta lệch sóng một cái thì bắt đầu quy chụp này, xong đẩy làm nhảm như thế nào để trù dập người ta bằng được mới thôi. Xong đẩy người ta ra bên chở cờ rồi VHK rồi là qua bên đủ thứ hết. Cái đấy không, đấy là những người bẩn tính. Họ thật bẩn ra bây tính. giờ anh nói như thế này nè, thật ra mình cũng không phải bận tâm, tại vì Ừ. anh nói rồi, tất cả hãy để cho cộng đồng mạng người ta nhìn nhận, đúng không? Mình làm trên cộng đồng mạng thì cộng đồng mạng sẽ có nhiều người ta nhìn, và những người nhìn người ta sẽ tự người ta phán xét. Thật ra mình nói đôi lúc nhiều khi nó trở thành một cái, người ta có nghĩa là giống như người ta nói là mình ăn miếng trả miếng, thật ra mình không cần. Đó là anh bị nhiều, mà anh bị vào họ thích mình để cho mình lên tiếng. Trung Vũ nhắc bảo là diễn đàn anh Bình Dương không nên nói vấn đề này. Đúng rồi, tại từ trước những bạn anh là không bao giờ anh nói chuyện cá nhân À. đó. Thật sự tại là anh lên anh chia sẻ điều này thì anh chia sẻ với em thôi, chứ còn Dạ. còn anh chuyện là anh không có nói chuyện cá nhân đâu, nên em thấy anh không hề nhắc tên bất kể một ai, À, em xin lỗi vì tại vẫn em nói hơi sâu xa một tí rồi. Em xin lỗi. vẫn mà anh chia sẻ những gì, có nghĩa trong cái mức độ anh chia sẻ thôi. Dạ. Không có gì hết. Mập cái giờ sai cho mập. Mà mai mày lên Lào Cai hay sao ấy? Ngày qua mập chết chết giữa sa trường luôn mà mập. Đi làm nhiệm vụ không biết xong chưa, đi đi tuyển mộ nhân sự không biết xong chưa mà nằm chết giữa sa trường. Hôm qua bị người Tây Bắc ru ngủ đấy. Lúc nào cũng bảo là không có đối thủ, hôm qua ru ngủ ngon lành. Hôm nào vào Sài Gòn nữa chị, khi nào có điều kiện gặp chị Hoa đại diện cho Tây Bắc ru ngủ thêm lần nữa. À, hôm nay không Còn nhậu nhậu kìa. hên quá vậy ta, Ừ. hên quá Nay vậy. Ủa sao mới nãy anh thấy còn có chất đóng bia mà, nay chắc rượu bia Tây Bắc hết rồi. Anh có mời ai lên nói chuyện gì không? Rượu cho thì uống đúng. bằng cái ly. Thì đúng rồi, rượu uống bằng cái ly chứ không lẽ uống bằng cái ca ông. Thì rượu uống bằng cái ly là đúng rồi, hay là muốn uống bằng cái chén? Nhưng cái ly ở ngoài Bắc có hai loại ly đó nha nha. Cái loại ly hoa hồng nó phải, nếu mà rót đầy là nó phải bằng 3 4 cái ly nhỏ nhỏ ở trong này Anh đó. hiểu, tôi gọi Ờ. đó là cái cốc. Không, chưa phải là cái cốc nó to. Ở trong anh á, uống anh cho em lên tí hả? Ok. Ok. Để Để ok, cảm chị ơn Hoa em. xuống, để chị Hoa xuống để ông béo ông lên chia sẻ. Em. Thói quen thức khuya hả? Thói Có nhận quen thức hình khuya là xấu là anh ạ. cái ly á thì nó là cái rượu mà uống một cái ly á, thì em nói là cái ly này nè. Thôi ông ơi, Đây nè, uống tôi một cái chọc ly ông rượu này thật. nè, uống một cái ly kiểu này nè, thì sao không đi hả? Sao Tôi sao không biết. đi mà hả? Hôm qua á nó uống hết luôn cả một cái bình này rồi nè, bình này là bình 5 lít nha, uống hết một bình này luôn rồi nè, rồi quất qua một cái chai rượu tây nữa nè, còn nhiêu đây Trời nữa, biết luôn. thì làm gì mà không chết nè, thêm chai Chivas 18 nữa là đi luôn rồi nè. Thôi đi, không đi sao được mà không đi, nằm cái kiểu đó không đi mình lạ đó. Đi lại còn phải đi xa chứ Bình Dương. Hello. Đi lại còn phải xa Hello luôn. sao hôm nay để cho anh Trung nó tỉnh quá vậy? Không phải hôm nay xin là anh em chỉ đi ăn cơm rong Không, rau thôi chứ không không đi. phải, anh nói xin là không có đúng, là bởi vì anh Phụng Nên thì không uống bia rượu. Em với Hoàng hôm qua uống rồi mệt, chơi mới có ngày chơi ngày nghỉ chứ.
À vậy hả? Có gì đâu sợ, em chẳng sợ gì hết. Ngày hôm qua em mà đã ngủ rồi thì mấy người kia người ta cũng về cũng tưng tưng hết rồi. Cũng tưng tưng sạch rồi. Nhưng không, nhưng mà người ta cũng tưng tưng là cũng còn được, còn này tưng tưng uống rọt tìm tại bến luôn. Con khỉ chứ cũng còn được, đi ra ô tô đi ra lẹo lẹo đi ra không cho không cho chịu về đứng đặt xe ôm sùm nữa. Chứ ở đó mà còn tở. Ờ đúng rồi đó, với thằng có nhìn lại tiêu đề ngày hôm nay không? Thói quen đó. Bỏ lại thói quen uống rượu đi. Em đâu có thói quen uống rượu đâu. Ai mời em uống rồi chứ em không có thói quen đó. À. Ờ ai mời thì em uống chứ em không có thói quen uống rượu. Ra đây tuyển quân mà không uống được rượu thì bây giờ á em nói anh á, anh Bằng anh giao cho em cái nhiệm vụ như người ta đồn á, giao cho cái nhiệm vụ đi chiêu mộ mà. Mà đi chiêu mộ à, không biết uống rượu mới uống bia thì chiêu mộ ai? Chiêu mộ. Ta cử người đi. Chiêu mộ cỡ như chiêu mộ chú Trường Siêu. Chú Trường Siêu lại không biết uống bia uống rượu, uống được 1 2 ly cái là ừ. Anh Long Thủy cũng uống được 1 2 ly cũng ừ luôn. Đã. Có anh Học Nguyễn là uống được thôi. Anh Dũng uống được. Đó, ừ. Chứ còn mà như anh đó, anh Bảo Trâm thì cũng uống được. À, quên, ông Bảo Trâm uống đâu có được. Còn cái ông mà Ngô Hiền Mai thì đúng là hả, cái miệng đi trước. Lúc em mới ra là còn hăm hăm rồi đòi giết xẻ thịt em ấy. Riêng à. Trung Mập ra là toàn phải lon bia lít một. Em thấy không? Nga mà toàn lít một thôi. Đó. Gối đầu giường luôn. Đó. Có gì không có gì em được á. Đó rồi xong rồi bây giờ á hết hôm nay ngày mai em đi Đền Hùng. Ủa? Sao tưởng đâu hôm nay nghe nói tưởng đâu đi hồi trưa thấy comment tưởng đâu đi đi Lào Cai rồi. Đâu? Em đi Đền Hùng. Xong tính Lào Cai sao tính tiếp. Em lên Đền Hùng xong rồi mai em đi lên Đền Hùng. Rồi đến tối mai có thể là em đi Lào Cai nhưng mà chưa biết chừng, để có anh nó sắp xếp sao nếu anh đi được á thì anh đi lên Sapa chơi với em đã. Rồi đi qua Trung Quốc sang đó qua đó. Rồi chị Mai Dương thì kêu là rảnh không thì đi qua Trung Quốc chơi, vậy chỉ làm giấy tờ giấy để mà giấy thông hành á. Qua đó. Ủa thì đằng nào cũng tới đó đi qua bên kia lãnh nhiệm vụ tiếp nữa. Không không không, em đâu qua Trung Quốc làm cái gì. Em không có thích. À. Không, qua làm nhiệm vụ không thích gì không qua tuyển bộ đó rồi xuống dưới thăm chú Lính Tăng với chị Diệu Sang rồi quay về Hà Nội chơi rồi ra thăm Tăng Bác rồi đi về Bình Dương ơi. Tập Cận Bình nó mời anh với cả Trung Vũ sang để họp tí, nhưng mà anh bảo thôi bây giờ anh nói thật các anh rất đang bận mùa vụ thì hôm nào chú cứ thu xếp thì anh lên Lào Cai anh mời chú sang với đó sang Lào Cai anh gặp chú đúng rồi xem tình hình cụ thể nó như nào về các chú phải xem bàn bạc nào đi không thì bọn ba que chú phải diệt từ bên Mỹ diệt về cho bọn anh để dùng bọn Trung Quốc diệt ba que tầm cái bình là tầm đệ của anh mà má mày giờ ngộ thì các em đi chơi cũng khổ lắm nhỉ, đi chơi mà bây giờ mình đi chơi thôi nha cũng bị mang cái tiếng là đi chiêu mộ nha, rồi chụp cái hình đó lên để cái tay rõ ràng số 2 gì nó cũng chế ra cho được nữa má làm cái con người đó. Tụi nó con người nó bị cái gì á. Đúng ngáo chứ. Ngáo mày bút ngáo chứ chị thì gì khùng khùng điên điên. Lên là nói với ba vẫn. Chú Vinh Đỗ làm tranh cho con rồi hả chú Vinh Đỗ? Chú Vinh Đỗ làm cho em bức tranh Bác Hồ. Chú hỏi mày thích hình gì? Nói thích tranh có ảnh Bác Hồ. Chú làm cho em tấm Bác Hồ. Trời, anh thấy đây, tranh đó rồi. Trời ơi, Dương Thiệu, Dương Thiệu. Dạ, Dương Thiệu. Cho anh hỏi cái Dương Thiệu. Trong bộ phim Avatar, Dương Thiệu có làm không à, Dương Thiệu? À, tiện tới Thẩm Quyến chơi luôn. Anh Duy Lực rồi. Tao còn con thần cho chứ. Bây giờ, nói chung là cũng đang suy nghĩ để coi hôm nay mà anh Phụng Nên anh rảnh đó, đó thì anh em kéo nhau lên Sapa chơi, kéo lên Sapa rồi đi lên Phật Băng chơi. Phải đi thì không là Hùng xong là ngày mai anh rảnh tối đó, đầu đi đó. Rồi xong rồi cái là về lại dưới chỗ chú Lính Tăng thì chị Diệu Sang đó. Ủa,
sao là sao Hà Giang mập thì uống được ngấy mà tinh vi vậy anh Trung Vũ ơi, là sao? Đó, Hà Giang này là Ngô Hiền Mai đó. Ôi ơi, hello góc khuất lần hai. Và riêng anh thì anh lưu ly, mà anh cứ thuê người rải đinh làm gì rải chiếu gì ở đây cũng chẳng được gì. Mà anh đừng có thuê, anh thuê thằng đó không khéo, thằng đó rải đinh không được bao nhiêu tiền mà mất mạng. Đây nè nè, cho anh nhìn nè, anh lưu ly nhìn cho rõ đi mà để rải đinh nha. Nè, nhìn cho rõ đi rồi rải đinh nha. Đó, nhìn đi rồi rải đinh. Ở đó mà rải với chả không rải. Ai nói lưu ly, ai nói béo uống được nhiều. Thôi ngày hôm qua là uống quá nhiều luôn đó, chứ uống không được nhiều gì. Lai chim tối ngày. Thằng nào nãy nó ghi á. À, lai chim tối ngày. Dâu chợ đương câu chất quốc. Lao không lao, mày ở đâu ra đây mà nó lai chim tối ngày. Ngày ổng lai chim 2 ngày, lai 1 lần, lần lai 2-3 tiếng rồi tối ngày. Tối ngày lai chim, bởi vậy nó đổ quan không à. Đó bây giờ đó, bây giờ cứ nói là em ra đây chiêu mộ rồi, giờ không biết chiêu mộ được ai, ai bị em chiêu mộ rồi lên tiếng thôi, biết sao giờ. Còn nếu không ai tiếng, nếu không ai bị chiêu mộ hết. Hay hôm nay ba que nó bận bầu cử rồi nên đâm ra là nó cũng ít ba que. Ừ. Bận rõ lắm. Gần... không biết sao á mà mọc là anh lên sập mồm luôn. Đó, nằm thẳng cẳng không biết là xỉn là chứ sao. Mà em nói anh á, ngộ lắm. Em đi ra đây em đi chơi với mọi người á, mình đi chơi vui vẻ thoải mái, mình cứ vui vẻ mình thẳng tiếng mình đi chơi thôi. Mắc mớ gì đâu phải như cái thằng nào mà cứ đi ra xong cái là chả ai thèm đón tiếp á. Chả ai thèm nói tới á. Đi chơi cứ phải mắc ngáo nghiêng nhìn ngang nhìn dọc có ai kiếm mình không. Tại vì sao? Ở cái gì do ăn ở thôi. Em nói chứ hả, em đi ra ngoài Hà Nội em chơi với các chú, với các anh ở ngoài đó, các anh các chú không có bao giờ để cho em út thiệt á. Nhưng mà mình tụi em thì nhóm em đi quy trước giờ rồi. Ăn chơi cái gì tiếng bạc và sòng phẳng. Mà các anh chị có những bữa ăn mời mà cơm đó mà anh chị thương mình thôi, mến mình thì mình mời cơm mình ăn đó, mình nhận bình thường, đâu có gì. Còn những cái bữa nào mà mình đi chơi, đã nói đi chơi là phải đóng tiền thì mình phải bỏ tiền ra mình thanh toán. Đó chuyện đó chuyện thường thôi. Anh Trần Siêu dễ. Anh Trần Siêu ơi, chung này dễ lắm, gái dân tộc là nói giờ anh việc ra đây. Nói anh là giống như một nền đó. Em đi xe từ dưới đó lên đây đó, mà em móc tiền em trả cho người ta nha. Ông đi ra ông bắt cái thằng đó đem tiền vô trả lại cho em là ông không lấy, ông trả nhưng mà ông kêu thằng đó đem tiền vô thằng kia đâu có dám đi đâu. Thế là phải đi vô kêu em ra bằng được, em nói thôi rồi. Mà nó ra nó nói hả kiểu như là hả em mà không lấy lại ông cũng nên chắc làm thịt nó luôn quá. Đúng rồi. Thế là buộc lòng mình phải lấy lại. Mình lên đây ông cũng nên đâu cho trả gì đâu. Mình tính thịt em phở ăn cũng không cho trả nữa. Nhưng mà thử coi cái bạn hôm trước mà hô là cái cuốn sổ đỏ mà bị đem đi cầm đó. Lên đây coi có mời vợ tôi vợ không? Đúng rồi đó, chú ngồi mà. Mập để có nước khiêng đó chứ cổng cái gì. Nè, đây người đặc biệt thật nha. Thấy không? Mới chở đi ăn gà về đấy. Mới chở em ăn gà về á. Đừng nói ăn gà đồi nữa nha. Không. Gà này gà ta đó ha. Gà ta mà gà phần. Gà phần á. Gà tân. Gà phần. Gà phân hả? Là, nghe gà tân. Ở trên đây thì cái cách bán của người ta nó cũng hơi lạ. Có nghĩa là người ta kêu gì nè, là một phần bốn phần kêu bốn phần. Bốn phần có anh đâu hay là cái bốn gì hồi nãy anh gọi là bốn gì á, bốn phần thì nó đem một dĩa lên
Ví dụ như chân nó đem 4 cái chân. Đó, đùi nó đem 4 cái đùi, cánh nó đem 4 cái cánh. Huyết nó đem 4 cái huyết. À, 4 sức, 4 sức. Làm phần 4 sức. Đó, rồi nó đem lên, mọi thứ nó đem lên 4 cái. Đó. Rồi cái đùi gà nó đem lên 4 cái đùi gà. Không, giờ 12 mấy, ở 10 giờ, gần 10 giờ, 12 giờ kể đồ ăn không đó bụng. Trời ơi, ăn hồi nãy ăn lòi hồng, ăn không hết, đem về nữa là ba. Vậy luôn nè. Chút mở ra cho rồi. Càng nhẫn nhanh luôn vậy không Trung? Nè, đang còn cả gà, đúng. Gà, gà chiên muối đó nè. Đó. Anh Hùng nó mập lên nông trường. Chào em Trang Trần. Đó, thấy không? Mà thật sự hôm nay nha, không có một móng bà que luôn á. Bà que giờ nó chết mẹ hết rồi. Ông hôm nay đi bầu cử rồi, nó ngồi đi bầu cử rồi. Đó. Nhìn là thấy ngon rồi, thấy không? Rồi giờ vậy ngồi có mỗi người mỗi góc vậy, ta kéo thêm người hay người lên đi, sẵn mấy tông bia người ta ra ta cưa đi. Hả, cái gì? Thôi hồi nữa ăn, hồi nữa ông nên ông dẫn đi ăn phở đêm rồi. Nữa. Vô kèo luôn. Đi ăn phở đêm rồi, cái này tối nay là em với anh lên đến sáng mà. Ô cái thằng ngu với anh Bùi nó nói làm cái gì hả anh Quang Thắng? Thì đi ăn ở đây thì lại thèm cái heo mẹt ở trên chỗ của chú Vinh. Trên anh Vinh Đỗ hả? À? Đúng rồi, chỗ chú Vinh Đỗ ấy. Chỗ không chú Vinh Đỗ dẫn đi ăn đúng rồi. Chú Hoàng hả? Chú Hoàng đây nè. Đó. Nằm phè đó rồi đó. Ủa nhưng mà ngoài chưa lạnh hả Trung? À, ở đây em chưa thấy lạnh, em vẫn thấy trời thoáng mát mà. Bây giờ em mở cái lạnh đây nữa chứ đừng nói. Nóng luôn á chứ không có lạnh đâu, hồi nãy em đi ngoài đường nóng. Ở đây chưa lạnh hả anh? Chưa có lạnh. Nhưng mà nếu đi lên Phan Xi Păng hay là nghe nói lên Phan Xi Păng lạnh lắm, lên Đồng Ca chắc lạnh đó. Xem xét đâu mà xét con người Việt Nam hero này say gì say suốt ngày say xỉn thì đi hôm qua nên anh chở qua bên nhà của mẹ ảnh á, lấy nguyên con cá nheo về, cá nheo phải 3 kg mấy nha. Lấy cá nheo về rồi ổng mua thịt chó về rồi anh kia anh làm nướng một con vịt lên và anh nướng theo kiểu của anh nướng á. Xong lấy bình rượu 5 lít về, lúc đầu tưởng 5 lít không hết. Má ơi, mấy cha đó uống một lần là đầy cái ly này nè. Đầy cái ly này không, nha. Một lần uống đầy ly này. Cứ vậy mà tấp. Đạn mới đầu mình tưởng là còn lâu mới hết, hồi nó hết cái bình. Cực nhanh luôn. Cái bình rượu 5 lít á, hết cực nhanh luôn. Em nói anh... Em mệt, em một. Đến độ mà sáng nay á, mà hôm qua là em ngồi nhậu em hát, có hát karaoke nha. Là ổng ai kêu lên là mình hát karaoke. Sáng nay em không nhớ là em có hát karaoke luôn. Xịn đó vậy luôn á. Có thấy nằm phơi thay vậy là biết là xong rồi. Tả ban hả? Thôi rồi, mấy rồi thôi. Nói để cho các anh chị em thấy là nếu mà đã yêu nước mà có cùng chung chí hướng với nhau thì mọi người rất là dễ gần với nhau. Còn cái loại ba lông sầm lông thì còn lao mới lao, không có ai chơi. Nói chung là cái chuyện đó thì nhưng mà anh báo lại với anh Bằng là em chưa chiêu mộ được anh Phùng Nên nha. À nha. Yeah. Chưa chiêu mộ. Khó được. Quá. Chiêu mộ rồi nhưng mà chưa được. Chưa chịu mặc áo thì là mặc áo mới chiêu mộ được. À, chưa chịu mặc áo. Áo em có đưa, em đưa cái áo thùng với cái nón rồi. Nha, nhưng mà chiêu mộ chưa được.
Rồi được rồi, để anh báo cáo lại. Ừ, rồi rồi. Đúng ạ. Ok, nói chứ giờ này chắc cũng không có bao que à. Thôi em cũng ốp luôn đây các anh chị ơi. À, để em xuống để em đi tham gia bầu cử với bên kia nữa. Hôm nay em ốp sớm nha anh Bằng Vũ ơi. Thông cảm anh đi bầu cử đi. Anh Bằng Vũ ơi. Sớm nha anh Bằng Vũ. Có gì thứ năm bù lại. Ồ, cảm ơn anh Quang Thắng. Chúc anh Quang Thắng ngủ ngon. Chúc các anh chị ở Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị ở hải ngoại ngày mới vui vẻ. Anh Vinh lên hả? Ok, để em mời anh Vinh cái. Ốp, mà ốp. Con người đây con chưa muốn nói chuyện xong đã có như tào lao muốn ốp. Có ông cầm ở đây ông để ai tắp ông cầm ra đây cái để nói chuyện với ông cầm cái con đây à, có tin nóng hôi hổi vừa nghe vừa thổi đây mà cũng ơi ai anh cầm có ai có chơi với anh cầm thì tắp vào đây mà để cho ông cầm ông nói chuyện cái coi à, đang bức xúc quá. Mẹ có thằng nó lại còn có thằng nó viết tút nó bảo coi như là Vinh Đỗ rồi gạch ngang Cầm Nguyễn mẹ nó đặt dấu hỏi mẹ xem có phải nó bà que không mẹ nó chú nhận anh nhận luôn là bà que luôn comment lại bình luận lại mẹ, tao là bà que đây còn gì nữa mẹ đéo thì cần phải điều tra mới xem hỏi gì mẹ có gì ra Bình Dương thì đến luôn mẹ Bình Dương thì mà điều tra đéo mẹ nó thì phải đặt dấu hỏi cái gì mẹ hỏi cái gì thích khiêu khích thì mẹ thì đến đây mẹ nói thẳng luôn mẹ nói ngày hôm nay nói xin lỗi anh em cộng đồng mình đang bức xúc thì mình ấy tí thôi chứ còn mẹ nói thẳng ra nha mẹ nói đây không có que có ấy gì cả mẹ đây chỉ coi như thích là chửi thế thôi nhưng mà nói thì nói vui thế thôi cuộc đời á. Cuộc đời ấy, người ta chỉ nói một câu thôi. Người Việt Nam ta mà, đúng không? Người Việt Nam ta mà có cái thói quen mà xấu. Mà cứ coi như đầu tiên là chửi coi trời bằng vung. Coi trời không bằng vung mà bằng nửa cái đít chén. Xong nó tạo thành thói quen. Chửi khắp nơi. Mà ai cũng chửi bậy. Ai cũng chụp bậy. Mà càng nói thì người ta càng coi thường thôi. Người Việt Nam á, người ta có một cái phong tục này này. Con người mà có cái tính tự trọng cao, đấy, nhắn nhủ với các anh, các chị, đấy, mà muốn chụp mũ, đấy, thì cứ nói này. Con người ta mà có tính tự trọng cao, thì người ta chỉ cần nói một câu thôi là đã thấy xấu hổ rồi, đã thấy biết nhục nhã rồi. Đấy. Cứ ra giả suốt ngày coi như đăng đàn chửi hết người nọ người kia đấy là cũng là một cái thói quen đó cái thói quen này là cái thói quen là cần phải dứt ngay đó không là có ngày coi như là vạ miệng đấy, nói thẳng như thế con nói thẳng bạn bây giờ nói gì đánh đập thì chả ai đánh đập được thằng ai đâu nói thế chứ chẳng qua là hù thôi chứ còn mấy cái trò mẹ đê hèn mẹ bẩn tiện mẹ nói thẳng luôn bây giờ người ta biết hết rồi. Mà thậm chí là người lớn mà để bị trẻ con á. Ở đây thì không phải là ca ngợi thằng Lưu Ly đâu nhưng nói thật mẹ nó các anh lớn tuổi là phải học tập coi như Lưu Ly nó chửi một lần xong rồi coi như nó im luôn nó không nói nữa đấy mới là đáng phải học tập chứ còn suốt ngày đăng đàn xong rồi coi như chém gió nói vớ nói vẩn nói bậy nói bạ xong rồi câu sau thì đá câu trước cuối cùng là hở cái đuôi hết coi như là đấy là một cái điều mà không thể chấp nhận được đấy hôm nay thì nói thẳng luôn nha là tất cả cái kênh tổ quốc à quên tổ quá nói đúng thế này là lốc hết rồi chặn hết rồi còn anh nào mà coi như lên tiếng tiếp ý,
thì coi như cũng chặn luôn. Đấy, nói thẳng luôn. Không thèm đôi co. Mà đã chặn được tức là thể hiện là sự khinh bỉ rồi. Đấy, nói thẳng luôn thế. Còn đương nhiên thì ai mà chả hiểu rằng là mình chặn họ thì họ cũng chẳng thích chơi với mình đâu. Nếu họ thích chơi với mình thì họ đã không chụp mình là bác que. Đúng không? Thế thì mình nhận là mình là bác que. Mình nghỉ chơi. Đúng không? Cần gì? Con người ấy, một khi có tự trọng cao là đuổi luôn. Ra ngoài. Cút. Đấy, xéo. Đúng rồi, đúng cuộc rồi. Đời tôi. Đấy, kể cả đàn bà, con gái, phụ nữ, đàn ông vậy. Coi như cô không có đủ tư cách để coi như vào cuộc đời tôi. Biết anh không đủ tư cách đẳng cấp chơi với tôi. Cút. Thế thôi. Chấm hết. Xong. Chia sẻ thế. Chứ việc gì mà phải đặt Vinh Đỗ, Cầm Nguyễn. Mà mấy hôm nay coi hình như là của anh, nick của anh cũng bị phá liên tục. Coi như tự nhiên những cái người mà mình ngoài trừ những người mình lốc đã đành, rồi còn những người mà mình kết bạn ấy, của mấy của anh em ở bên Hoa Kỳ kia, như anh Cầm kia, là bây giờ là tự nhiên là mất hết trong danh sách rồi. Thế mới đau chứ không liên lạc được. Cũng để tấp vào để nói chuyện luôn thà. Thế nhưng mà cũng là giải quyết một lần này nữa xong. Chứ ở trên đời này chả ai sợ ai đâu. Những cái thằng mà nó đã lăn lộn trong khói lửa chiến tranh, sau coi như về, coi như đi đạp xích lô, coi như ở Hà Nội, nói thẳng là xích lô đêm mẹ chuyên môn đi chở mẹ giang hồ, mẹ của những cái thời coi như là mẹ nó những cái bọn giang hồ nó còn đang coi như hành ở thủ đô, mẹ thì chẳng biết sợ cái gì đâu, chẳng qua là cái gì cũng thế thôi, nói thẳng. Thế còn bây giờ mà cũng lại đi từ Bắc tới Nam rồi, thì lại càng có bản lĩnh hơn. Đấy, anh nào cứ thích thì coi như em chiều. Em chỉ nói đúng một câu là em chiều. Chiều tất. Chứ đừng có vu khống, đừng có chụp mũ. Chứ bảo tại sao này. Bình Dương có đọc được một cái bài là coi như mấy cái diễn đàn của DQ đã thu phục được coi như là ông Vinh Đỗ. Tại sao coi như mình phải sờ lên gáy mình xem mình đã làm cái gì và mình đã như thế nào mà để coi như người ta lại không nghe mình nữa, mà người ta lại đi sang những diễn đàn khác. Người ta nghe, đúng không? Đấy mới là cái điều quan trọng. Tự mình phải nhắc đến cái vấn đề đâu. Chứ mà coi như này, đi hỏi là xong viết tút là đã thu phục được cái người này. Vớ vẩn, quá vớ vẩn. Đầu tiên là mình phải xem cái lời nói của mình hoặc là những cái hành động của mình có đáng hổ thẹn và có đáng để người ta chơi với mình nữa không. Đấy, chính vì cái lý do đấy là anh lốc. Có thế thôi, anh nói Bình Dương ạ. Anh lốc nó ở chỗ đoạn như vậy. Anh Cầm à. Đấy. Đấy, bên kia thì người ta đặt một cái, có một cái tút đấy, trên nền đen là Vinh Đỗ này, Cầm Nguyễn đấy, đặt dấu hỏi có phải bác que không. Thì em thì ít tuổi hơn anh Cầm thì em thường thường là hay xưng em rồi, em cứ nói là em là bác que, em nói đúng là bác que rồi. Còn anh Cầm thì có phải là bác que không? Hình như mà em thấy anh có mấy cái ảnh là coi như là ngồi nhậu ở Đồng Tháp này hoặc là ở đâu đó, coi như là thân thiện với những người coi như gì nhỉ, yêu nước chân chính. Nhưng mà không, hai cái chân chính là không có sợ, mà chỉ sợ nhất là cái chân phụ thôi. Cái chân chính nó không có sợ. Bọ thì bọ nhất, chân chính bọ không sợ, mà bọ chỉ sợ đúng có một cái chân phụ rồi. Đấy. Thì muốn thì anh Cầm hỏi mấy cái người đấy xem là họ trả lời xem. Anh ngồi ăn nhậu cái lần trước anh về nước đó, thì em thấy có cái ảnh của anh chụp mấy cái người yêu nước chân phụ đấy, thì xem là để họ bảo cho nhau biết chứ việc gì mà phải đi hỏi cộng đồng làm gì. Bởi vì mình đã từng ăn chơi với họ rồi thì họ biết quá thì mình là cái dạng gì rồi chứ. Thế không lẽ mình là ba que để bây giờ coi như họ cũng đã từng đi chơi ba que, đúng không? Đấy là mình chỉ phân tích sơ sơ thế thôi. Đấy. Thế còn thì cũng bật bí kíp cho mọi người biết là con Hoa Triệu á, không phải lần này nó mới đến Nghĩa Trang lấy thiêu, mà những cái năm trước ấy cả anh cũng đi lái thiêu. Thế là mà cũng em biết
cũng cùng có một số người coi như ở trong cái đám mà đập Trung Vũ hôm trước ấy, là cũng đi nghĩa trang lấy thiêu. Thế là cái đấy nhà này những năm trước thì cũng đã từng đi rửa mộ ông Diệm, đúng không? Mà năm nay coi như bịa ra rồi làm những cái trò bình thỉu. Ở đây vẫn còn nguyên clip nha. Đấy, lục lại hai cái clip của ngày mùng 1 tháng 11 năm 2017 và ngày 24. Đấy, nhắc để cho nhớ hẳn ngày thôi. Ngày 24 tháng 12 năm 2017 là đã đi lái thiêu và đã coi như là đấy, thì đúng có thể là mình cũng cho là cái ngày đấy là mình đi rửa mộ, nhưng mà trong đó là có cả một số anh em cờ đỏ nhé, có cả các chị cờ đỏ nữa nhá. Đấy, nhắc khéo như vậy, đừng coi như để ta đăng hai cái clip đấy lên. Đấy, còn thích bằng chứng thì có bằng chứng, yên tâm đi, đừng có đứa nào thách, bằng chứng nhiều lắm. Có đứa nó này còn bảo mẹ anh là coi như là thích ngay thẳng có bằng chứng. Mình không cần đưa bằng chứng, nhưng mà lập tức là có một cái trang có một cái nickname là Paulo, là nó đưa bằng chứng đến ngay, coi như là ngày hôm sau là có bằng chứng. Đấy. Bằng chứng là hòa vào đứng ở dòng người coi như theo đạo Thiên Chúa. Đấy, đấy là cũng là đến để viếng người rửa mộ cho Ngô Hình Diệm, đúng không? Đấy là thích suy luận kiểu đấy thì mình cũng suy luận được, mà thích xuyên tạc mình xuyên tạc được, mà có hình ảnh đấy chứ không phải là không có hình ảnh, mà thậm chí là có hình ảnh thật ngoài đời luôn. Không tin cứ vào trang nhà ông Nguyễn Phương Hùng, ôi dễ lôi ra có mà đầy đấy, là tiết lộ cho biết nhá. Đấy, biết chỗ mà lấy, nhưng mà cái nick của ông Nguyễn Phương Hùng là không xóa đi được, đấy là có mặt thật đấy, mặt thật luôn đấy chứ không phải mặt giả đâu. Đấy, cho nên là đừng có hù dọa với bằng chứng nhau. Cứ vào coi như thăm nhà ông Nguyễn Phương Hùng, mà nick nhà ông Nguyễn Phương Hùng thì ai chả vào được. Còn đừng có hù, đừng có dọa, đừng có giở trò zip nick. Thông báo một tin buồn luôn nhá, Vinh Đỗ là một thành viên mẹ trong cái hội, cái nhóm chuyên môn xử lý nick chế ảnh bác đó, không chơi bẩn thôi. Đây là chơi rất sạch sẽ và thông báo luôn, đừng có ai có giở cái trò coi như là phá nick, zip nick Vinh Đỗ nha. Ai nói luôn đây, thông báo và tin chắc là cái clip này Dương cứ để đấy sẽ có người đọc. Và thông báo nha, một khi mà đã chặn rồi nhưng mở chặn một cái là lập tức zip được nick ngay. Đấy, thông báo rõ ràng luôn đấy, chứ không cần phải thích chơi bẩn là chơi bẩn được. Bởi vì mà sống ở đất thủ đô coi như hàng bao năm mánh khóe của bọn lưu manh ăn cắp coi như ở đầu cầu Long Biên mà không lạ gì, ở Đồng Xuân Bắc Qua không lạ gì mấy cái trò đấy, trò trẻ con, trò trẻ trâu, nói xin lỗi nhá, trò trẻ trâu. Đấy, nói rõ cho biết và đừng và cảnh báo luôn đấy, là đưa bỏ mấy cái trò coi như là du côn vớ vẩn đi, thằng nào thích cứ đến đây cho địa chỉ, bảo đảm luôn mẹ lăn lộn trong chiến tranh còn chả sợ chết nữa, là húng hồ mẹ cái tầm này. Nói thẳng luôn câu, đừng có dọa nó đợi đấy mới đợi đó. Đây không có sợ thằng nào hết. Mẹ đây chả đi ra đường. Ở đây không đi ra đường như con Hà My với con 2 triệu đâu mà sợ con nhờ đạp xe. Lúc nào cũng ở trong tài thôi. Đấy, làm ở đây, đây này. Nhìn cho coi nhìn quang cảnh nó rõ luôn. Lúc nào ở trong nhà làm rồi. Như vào đây gây sự là coi như mất đầu đấy. Nói thẳng luôn đấy. Đây nè, anh nói cứ đến đây đi, sẽ tặng cái khung ảnh mang về. Đúng rồi, thậm chí là tặng luôn cái bức tranh Bác Hồ luôn. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, tặng luôn, mang về. Đấy, nhưng mà yên tâm, nói thẳng, con đi ra ngoài đâu mà con, nếu như đi ra ngoài là đi bằng ô tô, có giỏi thì đâm đổ ô tô đi. Đấy, nói thế cho nhanh, nữa đi. Đấy, cho nên là không phải lăn tăn gì cả. Không phải anh ơi, không lạc đề đâu, đây là đang nói về cái đề là thói quen đúng không, chủ đề là hôm nay của Dương là thói quen, nói hơi miên man thế thôi, nói hơi miên man thế thôi, nhưng mà coi như nó đúng chủ đề đó, đang nói rất đúng chủ đề luôn đấy. Cái thói quen mà chụp mũ này, chửi bới này, coi không ai ra cái gì thì cứ thì là sẽ dính cướp
mà một ngày không xa nữa đâu, theo thông tin mình biết là một ngày không xa nữa đâu, không dọa còn không ngủ. À, nói thẳng như vậy. À, cho nên là muốn nói với anh em, với mọi người, rồi những ai chân thành thì chơi, còn nếu như không chân thành thì thôi, còn đừng có hù dọa zip nick này, hù dọa coi như giết người này, thì đây là chấp tất. Đấy. Kể cả chuyện zip nick thì thông báo một tin buồn là đây là ở trong cái trang chuyên zip bọn chế ảnh Bác Hồ. Đấy. Thế là để cho dễ hiểu chưa? Cho nên đừng có dọa, đừng có đe gì. Và kể cả một khi mà thích livestream nhá. Livestream thì không phải một cái máy livestream này thôi, như yên tâm đi, sẽ có hai cái máy nữa phụ trợ, hỗ trợ, cho nên là không thể cắt clip được đâu. Đấy, quay một cái hai cái để quay theo kiểu máy ảnh, hiểu chưa? Cho nên là không cắt clip được đâu. Đấy, đừng có nói là cắt clip nhá, có bản gốc đàng hoàng, yên tâm đi. Đấy. Đấy là cách coi như chống, coi như phá diễn đàn là một này, phá tắt diễn đàn này, bật diễn đàn khác coi như ngay lập tức, chứ không phải bàn tán, không phải bàn cãi. Đấy là cách ở đây coi như thừa tiền để mua mấy cái điện thoại coi như phụ trợ. Hôm nào Vinh Đỗ mà lên làm diễn đàn á, mà làm diễn đàn mấy tiếng nói hết tất cả mọi vấn đề cũng một lần cho xong, và coi như dơ ra để cho mọi người thấy là có đủ thiết bị để phụ trợ luôn. Đấy. Cho nên nói về công nghệ là cũng già rồi, 64-65 tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn tỉnh táo lắm, vẫn còn đấy. Đấy. Thì cứ nhắc nhở coi như là như thế. Còn một khi mà chơi bẩn thì kể cả chặn rồi nhưng vẫn cứ bỏ chặn cái lập tức coi như là zip nick ngay. Đấy. Bất kỳ cái nào. Đấy, nói cho nó vui vẻ như thế. Thế thôi thì cũng giờ cũng khuya rồi. Nghe chừng là coi như là Dương phải bảo nó thôi tôi đi ôm vợ tới đây. Thì xin mà con ta cho tôi hôm nay nghỉ sớm. Thế thì nó có phải vui không? Anh nói là anh nói là với Dương, anh lên diễn đàn lúc nào anh cười khẽ khẽ, chả có cái vấn đề gì cả. Còn nói cái chuyện chính trị thứ đi. Em mong là như vậy mọi người vậy mới vui, đúng không? Giống như anh Cầm thôi. Lên đầu là cứ quay lại cá khác. Đúng rồi. Anh Cầm ơi, tình hình là cá khác rồi anh Cầm. Nhưng mà khi mà anh nói là ai mà chưa hiểu thì ráng nghe đấy 2-3 lần để mà tự ngẫm ra mà hiểu. Đấy. Nói thì khôi hài thế thôi, nhưng mà nó hơi sâu xa đấy. Đấy. Thế cho nên là không cần phải thì ông Vinh Đỗ thế nọ thế kia mấy con nuôi hoa triệu ở đây nói công bố công khai có cả vợ cả con ở đây chứ sợ cái gì xấu hổ gì đâu, mà cái đấy là đương nhiên. Còn anh em ở trên các diễn đàn thì ai chả lạ gì là Vinh Đỗ có gia đình coi như là hạnh phúc, coi như cuộc sống làm ăn ngày kiếm mấy củ đấy, nói thẳng luôn thiếu gì tiền. Thế nên đừng có hù, đừng có dọa. Cái đó, còn ai mà cứ thích chiều tất. Nói thẳng thế cho nhanh, cho nó đỡ phải mệt. Chứ Vinh Đỗ không đi ra trang này thiêu nữa đâu, để mà rửa mộ ông Diệm nữa đâu. Bởi vì mấy năm trước này, cũng theo phong trào, cũng vui, cũng ấy. Nhưng mà vô tình này, coi như là bị chụp mũ. Mà bây giờ vẫn còn hai cái clip. Cái clip của ngày mùng 1 tháng 11 năm 2017. Và một cái nữa là ngày 24 tháng 12 năm 2017, hai lần đi nghĩa trang lái thiêu. Đấy, một năm mà đi rửa mộ cho ông Diệm coi như hai lần. Thế là lẽ ra là phải bà con ở kiều bào ở nước ngoài là phải gửi tiền cho nhiều thì mới đúng. Đấy là nói nhỏ thế thôi. Chứ còn thì bây giờ mà để mà cứ nâng cao quan điểm cho người chụp mũ thứ đây nó nâng cao quan điểm ác lắm, quan điểm nói đúng quan điểm luôn đấy, nâng cao quan điểm đúng với đường lối chính sách của đảng luôn đấy, để cho mọi người hiểu đấy, nói thế thôi. Xin chào Bình Dương nhá, chào mọi người nhá, chào Lệ Thảo này, anh Cầm Nguyễn này, Nguyễn Trần Huân này, anh Thanh Nguyễn này, Phụng Nên này, đấy, xin chào mọi người. Còn bạn gì nữa? Frank coi C võ, ok. Thế thì hồi nãy bảo với Trung Mập với là thôi, đằng nào cũng đã trốn ra Hà Nội rồi thì trốn sang Trung Hoa Diễn Miến cung khứ cố lên đi,
sang bên đó trốn ở bên đấy là chắc không bị bắt đâu, sang Trung Hoa, tức là sang nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đấy dịch ra tiếng Việt Nam. Đấy. Mình thì nói tiếng Trung Quốc nữa cũng bị ngạo, ngày xưa lâu lắm rồi, học Trung văn rồi học Nga văn, bây giờ nói ngạo nó khó. Cho nên là xin chào mọi người nhá, cảm ơn mọi người lắng nghe. Chị Phan Soi, cái nick kia của em là nick Bình Dương không có dấu chị. Còn cái nick này nick Bình Dương có dấu, nên cái chị tìm ngày 28 trong cái nick này thì đâu có. Chị tìm trong ngày 28 tháng 10 hả? Bên cái nick kia á, bên cái nick Bình Dương không có dấu á chị. Ủa chị Phan So, ngày 28 là anh bằng lại mà chị Phan So. Anh cầm ok lại cái em mời lên anh cầm. Rồi ok. Nghe rồi. Anh đã lái xe nãy thằng Vinh đỡ nói gì anh vậy, vụ gì nữa? Thì kệ cha đi, mệt quá mình. Quê hay không quê gì mình biết thôi, chứ là thực tế là đâu, tụi này nó riết rồi, nó loạn rồi. Hồi nãy tao mới vô tao mới thấy nghe tụi này bê nói cái vụ cái hình của tao chụp với thằng Nguyễn Trọng Nghĩa ở Đồng Tháp đó hả. Thì tao nói cho mày nghe nè, tao cũng dạy, tao cũng lấy thích cho mày rồi, là cái năm ngoái tao về tao không biết ai, mà tao lên mạng thì tao thấy thằng Nghĩa nó phản biện với cái đám chống cộng này rất là hay, với lại hồi xưa là nó đám nó đâu tao ghét cái tạo thì tao ghét cái mấy cái ông cha linh mục mà đạo thiên chúa mà cà trớn á, thì tao thấy nói chuyện phản biện hay thì tao đi xuống thăm nó, rồi tao ăn nhậu với nó đó, không có chuyện vấn đề là, nhưng mà đã là một năm rồi, bây giờ nhắc tới cái chuyện đó làm gì, mà tao đâu có dính líu gì với chuyện ở trong cộng đồng ở Việt Nam đâu mà nhắc. Tao muốn ăn nhậu với ai quyền của tao, đúng không? Nhắc gì không nhắc, nhắc ba cái chuyện linh tinh đó, bươi móc ra những cái chuyện nhỏ nhặt vậy cũng bươi móc ra làm gì. Tao không hiểu nổi cái cộng đồng mạng ở bên Việt Nam mình nó là sao, tao không hiểu nổi. Anh đang
nói đi. Anh đang lái xe rước nhỏ, anh đang đi, đi học á. Nói đi, nói gì nói đi, hỏi gì không? Có ai hỏi gì không? Ờ không, thôi chứ đâu có chuyện gì đâu nói bạn trẻ. Mệt quá. Em nói rồi anh Vinh. Ok, vậy thôi anh không có gì đâu nói đâu. Có chuyện gì đâu nói. Rồi, ao đi. Đá anh xuống đi. Rồi thôi em cũng ốp luôn đây, lần này ốp thiệt nha. Bye bye các anh chị nha. Chúc các anh chị ở hải ngoại một ngày mới vui vẻ. Các anh chị ở Việt Nam một đêm ngủ ngon. Lên. Ok em đưa lại Minh lên. Khoan ốp đã. Hello anh. Làm gì ốp? Anh chưa nói mà xong ốp gì? Bây giờ tiếng anh ơi. Để đi vào tiếng để lấy cái microphone. Để lấy cái microphone. Lấy cái headphone. Lấy cái headphone. Hello, còn giỏi tiếng không? Hả rồi. Còn. Còn hả? Thôi còn gì ốp chưa? Còn không? Không, em tắt. Em tắt em gọi lại. Ok. Ok. Ok đi anh gõ ok em tắt em gọi lại. Đùa chứ anh Quang Thắng. Hai lần rồi nha anh Quang Thắng. Rồi. Nghe chưa anh? Rồi sao nghe giật giật không vậy? Vậy là không được rồi. Để anh. Anh thoát ra anh vào lại đi.
Rồi, được chưa? Rồi, đã. Dạ, được anh. Nó bị interfere nhiều quá. Nói với bạn ở bên anh cầm kệ đi, phí phốt mà anh em chơi mình biết. Tụi nó để đặng mà nó kích động mình gây ra những cái mâu thuẫn đó mà. Cái quan trọng là anh em mình lên đây chia sẻ cái sự thật, những cái câu chuyện mình tuyên truyền cho bà con ở trong nước biết đời sống ở bên Mỹ nó tất tần tật, cơm áo gạo tiền như thế nào, và cái ước nguyện và của bà con kiều bào mơ ước trở về với quê hương, lá rụng về cội, chứ tha thương cầu thực, cái kiếp tha thương cầu thực thì mình sống xứ người ta dù có thành công chăng nữa. Mạng kém quá các bạn, kém quá anh Lê Minh ơi. Mạng bị yếu quá anh Lê Minh ơi. Hello Bình Dương, ok chưa? Anh xài mạng 3G tại cái mạng quay bị slow motion. Rồi. Không được. Không được rồi anh ơi, yếu quá. Anh ơi. Không nghe được gì luôn. Một chocolate bán hạ giá 50%. À vậy hả chị Phan So?
tại vì theo anh cầm đó, giờ lấy chim đói bụng rồi kêu nấu nước cho ăn mì cũng nhằn nữa, thấy không? Giờ em phải ốp em đi nè, bởi khổ lắm. Thân chai 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, giờ trong nhờ đục lóng phèn xài đỡ. Dạ rồi, chắc anh Lại Minh mạng yếu luôn rồi. Vậy chắc thôi em ốp luôn đây các anh chị ơi. Lần này em ốp thiệt nha anh Văn Thắng. Anh Văn Thắng ơi, lần này em ốp thiệt nha. Thôi hẹn anh Lại Minh lại đi ha, anh Lại Minh ha. Rồi, bye bye anh Tuấn Vũ.